ăn đi. Con gà cuối cùng trên ổ đó. Không lẽ là ta đã hết thời rồi sao? Thời chưa hết mà tiền thì hết rồi. Tôi biểu là ông nhận học trò đi. Vừa có tiền đóng gạo, vừa có đứa đi ăn trộm về, có đồ cho mình hưởng lạc. Không nghe, hôm qua đã kéo một bầy lại xin học, đuổi hết không nhận đứa nào. Sao vậy? Đúng là đàn bà suy nghĩ nông cạn. Là sao? Nhận học trò thì cũng phải coi tướng, coi cẳng, coi chân nó đàng hoàng chứ. Với lại mình cũng phải làm bộ để tăng cái giá trị của mình chứ. Đâu phải nhận bừa nhận bãi như vậy được. Cũng phải coi cái thằng đó nó có máu hay không. Nếu nó có máu thì một phần, nhưng mà nó phải dễ sai, như vậy mình mới ăn được chứ. Trời ơi, bà làm gì vậy? Chồng tôi nghĩ xa đúng là không ai bằng, công nhận hay. Tôi phải suy nghĩ hàng trăm dặm kìa. Nè, ăn đi. Dạ, chào thầy, chào cô. Cô là Kế. Dạ, nghe danh thầy đã lâu, hôm nay con muốn tới tầm sư học nghề. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào thầy. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Mu. Dạ thưa thầy, con nghe danh thầy đã lâu ha. À, nghe nói là ai vô đây thầy cũng có giò có cẳng, chứ không phải là nhận bừa nhận đại, đúng không? Thầy yên tâm đi ha. Đối với con á, là thầy cứ ra thử thách nào khó nhất đi, chứ không làm cái một à. Dạ. Chó học nghề, chó học nghề. Thôi hai đứa ở đây học nghề ha. Dạ. Nhớ thu tiền nha. Dạ sao thầy? Dạ thầy, không biết ngó bộ dạng của hai đứa con á, thầy ưng thằng nào ạ? Dạ thưa thầy, con á tuy lù đù, nói năng cục mịch, nhưng mà thầy nói sao con làm vậy, con sẽ cố gắng học không thua anh Mu đây. Còn giới thiệu là tụi cha mắc cười rồi. Ta đây làm cái nghề này là phải nhanh tay lẹ mắt chứ lù đù làm được vậy hả? Từ lúc sào ruộng nhà tôi bị Hương Hào nó cướp mất, thì giặt câu kiếm củi, làm thuê làm mướn, không cái nghề nào mà tôi không làm qua. Mà sao cái nào cũng được thời gian rồi chật vuột hết. Còn xin ăn á thì ngó mình đành lặn vậy, ai mà cho. Chẳng đặng đừng còn cái nghề này. Dạ thầy, con xin thầy, thầy nhận giùm con, con cảm ơn. Làm cái nghề này nó vừa phải lanh lẹ mà nó lì lợm nữa. Thầy, con như con thấy ngó cái bộ nó như nó không nổi. Thầy thấy sao? Nó nói đúng. Nhà ngươi á vừa thiệt thà, vừa chậm chạp, vừa khờ khạo. Ta e sao thầy? Ngươi chọn lầm nghề rồi đó. Lầm rồi. Dạ thưa thầy, con có bộ lù đù, nhưng mà được cái con không nề hà chuyện gì hết. Có nhiều việc con cũng ráng làm cho xong. Nếu thầy không chê thì cứ nhận con về chỉ giáo. Biểu con làm gì con cũng ráng làm. Nếu một lần không được thì con làm lần hai, lần ba. Từ từ rồi cũng xong rồi thầy. Trời, con lại không? Con lại không? Cái nghề này người ta gọi là một phát ăn ngay. Ông nghĩ gì sao mà ông nói có lần thứ hai, thứ ba? Không lẽ ông ăn trộm, ông bị người ta bắt trong đây xí cho em xin lại lần nữa? Khổ ghê, nói chuyện với nó mệt quá thầy ơi. Dạ thôi, vậy nếu vậy con xin chào thầy, chào quên tôi về. Vậy đi. Đứng lại. Dạ. Ta nói không nhận hồi nào mà ngươi về. Tuy rằng ta không có nói là nhận hay là không nhận, nhưng mà để thử thách, tối nay hai ngươi sẽ quay trở lại đây rồi ta tính cho. Dạ con đã tạ thầy. Vậy tối nay hẹn gặp thầy ha. Dạ tối nay gặp lại nha. Dạ cho thầy con về. Trời ơi, đây lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên con thấy thằng ăn trộm đi chân sáo. Trời khổ ghê, thằng này nó làm lạ đời, ngược hơn người ta không thầy. Mà thầy nghĩ sao thầy nhận nó vậy? Tự nhiên sao ta thấy thích nó. Thích kỳ ấy. Nhà ngươi nghĩ coi, mày Mưu nó Kế không phải là trời sinh một cặp sao? Đêm nay con cứ đi với nó đi, thử coi nó làm ăn xoay sở sao, rồi ta sẽ tính. Cái ông già này già quá lẫn rồi sao? Kén cá trộn canh đã đời, rồi đi nhận cái thằng ngu vướng tay vướng chân, nguy hiểm. Vừa có chia chát, mình phải làm cho nó văng luôn. Một thằng ngu dễ sai, một thằng lanh xong kiếm ập bích, tụi đó thế nào cũng hốt ổ lắm. Làm xong tự động thằng này triệt thằng kia, mình khỏi động tay, khỏe.
tới nơi rồi đó. Bây giờ và hai đứa tự thân vận động nha. Dạ. Coi chừng lần đầu tiên mà bị bắt á là xui lắm á. Thầy, tự nhiên nghe thầy có chuyện chú xẻo. Nói vậy cho hai con đề phòng. Mờ là mờ hả? Thầy, tự thân vận động là sao thầy? Con sợ quá, có cách gì hết sợ không thầy? Mày sợ quá thì biến đi, để tao nhắc ra như thổ đế. Có gì đâu mà sợ. Chủ nhà này á buông giải mà là con gái ở quá, biết không? Đêm nay đi vắng không có mặt ở nhà, chỉ có đứa con gái thôi. Mà tiền và vàng á để trên đầu giường á, bây giờ hai con vô lấy xong quăng ra cho thầy. Thầy đứng đây thầy đợi, nghe chưa? Dạ, dạ. Chết rồi, anh bụi, tự nhiên tôi run quá, tôi đi không nổi luôn á. Mệt quá, làm cái gì run dữ vậy? Yêu mày đặt ra gió, mệt không? Giờ làm không? Ha, nếu mày làm thì theo tao, mà tao dặn trước nha. Lỡ mà có chuyện gì á, là manh nào nấy chạy thoát thân. Mày bị bắt, mày khai ra, mày giết mày luôn á. Anh mù đúng là có khiếu thiệt ha. Đi ăn chợ mà không sợ chút nào hết trơn. Đi đi, đưa chuyện lẹ lên. Quá lẹ lắm. Đi, đi, sau lưng tao nè. Nè, đi đi, nè. Mày la lên chi vậy? Thầy ơi, thầy la lên chi vậy? Trời ơi. Chạy chạy. Ôi, đau ra. Buông ra. Trời ơi, chứ thích gì đi chứ. Đau đầu quá. Đừng có sợ. Năm bụi mới sợ. Còn đám tóc, mình chỉ cần cắt phăng đi là được. Năm bụi. Anh mù, tôi chạy không nổi đâu. Bây giờ tôi sợ quá, hai chân tôi quýu hết trơn rồi. Trời ơi, mày quýu cỡ nào mày phải ráng chạy. Mày không chạy, tao tới là mày chết à. Chạy nó không có được chỗ nào hết trơn. Nó sợ quá, hết chém về đây luôn rồi. Vậy là có một mình con lấy được túi vàng này đúng không? Đúng rồi, có mình con thôi chứ ai. Không những một mình con lấy được túi vàng mà con còn cứu nó nữa. Không có con hả? Nó bị con nhỏ chủ nhà tấm rồi. Con giỏi quá. Mà thầy à, con thắc mắc vậy là thầy, sao tự nhiên thầy hô quán lên sùm luôn?
trong khi là biết rằng tụi con đang cạn trống mà. Đó là phương pháp sư phạm của thầy. Vậy hả? Thử mà dễ quá thì sao gọi là thử, đúng không? Ta muốn coi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai là người mưu trí, ai ứng phó lẹ hơn. Không phải bây giờ con tự tin hơn rồi sao? Tự tin rồi. Tự tin hơn rồi. Thầy thầy, nếu mà nói vậy á, thầy có còn nhận kế nữa không? Con cứ đi cứu nó về đây đi, thầy tính cho. Hơi sức đầu cứu nó, cứ để nó trong đó cho nó biết sợ. Cái thằng ngó lù đù đó thì ra là mưu trí hơn mình. Ông già này mà biết được coi chừng mình bị loại. Phải tìm cách để loại nó trước mới được. Ai à? Anh Bu. Ủa kế, bữa sao tự nhiên mày chua giống vậy? Tôi cũng biết nữa, hôm qua sợ quá tôi không biết sao tự nhiên chui vô đây được. Bây giờ muốn ra cũng không được, gai nhiều quá. Công nhận mày hay thiệt, chui được mà ra không được hay thế ghê. Anh lấy dao chặt mất mấy cây này cho tôi ra đi. Đúng rồi, bây giờ phải lấy dao chặt bớt mấy cái cây đưa mày ra mới được, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đi mà tao đâu có mang dao thôi đâu. Thôi bây giờ vậy nè, tao sẽ kiếm một cái gia đình này, tao tâm sự rõ ràng cái chuyện hồi tối với người ta, cái xong rồi tao mượn con dao tao chặt ra tao cứu mày. Hả Gia đình nào? Nhà quan huyện. Anh làm gì vậy? Anh tính báo quan hại tôi hả? Giỡn mày thôi, chứ dù gì mình cũng là anh em đồng môn mà, ai hại mày vậy, đúng không? Vậy là anh cũng sống có tình có nghĩa đó. Phải vậy chứ. Hay là anh về gọi thầy cứu tôi ra đi. Thằng trên đời này có thằng nào đi ăn trộm bị bắt xong rồi nhờ người ta cứu không? Chỉ có mày thôi. Mà mày biết không, mày mà nhờ thầy, mày biết thầy sẽ làm sao không? Thầy làm cách nào? Thầy làm như này. Bao người ta ăn trộm. Anh làm gì vậy? Ăn trộm. Làm gì vậy? Bắt nó đi bà con ơi. Bắt nó đi bà con ơi. Anh làm gì? Ăn trộm đi bà con ơi. Cuối cùng nó cũng thoát được, hay thiệt. Ông cười cái gì? Mọi khi á, làm một vố đầu tiên thôi á, là mấy đứa học việc bị bắt hết rồi, coi như mình hưởng hết. Còn kỳ này á, hai thằng đó thoát hết rồi đó, tính sao giờ? Có sao đâu. Là sao? Trong hai thằng, thằng kế tuy khờ khờ nhưng mà rất là sáng ý và nhiệt tình. Thằng Mưu coi vậy mà tâm địa nó xấu xa, ghen ăn tức ở với thằng kế. Thế nào có một ngày nó sẽ hại thằng kế bị bắt. Cứ để hai thằng nó hại nhau đi, rồi mình ngồi giữa, mình hưởng lợi thêm vài cú nữa. Nhưng mà kỳ này nó thoát nè, mình phải chia. Chia thì chia. Thôi mệt quá, bà để tôi tính cho. Nó tới. Ông tính đi nghe. Dạ thưa thầy. Thầy, con mới nghe anh Mưu á giải thích. Vậy là cái liệu pháp sốc của thầy con mới hiểu. Cách của thầy á tuy độc nhưng mà hay thiệt. Nhờ vậy mà con mới biết
trong lúc nguy biến con không đến nỗi vô dụng. Phải rồi, mà công nhận mày chạy cũng lẹ thiệt. Thì đúng rồi, trong 365 kế chạy là thượng sách mà. Ở đâu ra 365 kế? Chà, người ta có 36 kế ông nội. Ủa vậy hả? Hai đứa coi vậy mà giỏi. Coi như hai trò nó qua được cái vòng sát hạch rồi đó. Đây, đây là phần thưởng thầy chia cho hai con. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Xe tay ra. Dạ. Thầy, thầy cho con hả thầy? Con như đây hả? Vậy được rồi. Lão này chị dơ, công mình chết chết mà thí cho con đến vậy. Đang học nên thôi nhỉ, nhưng mình phải nhanh chóng thoát khỏi lão ta. Nè. Dạ. Từ nay hai đứa sẽ liên thủ làm ăn, ráng làm được vài cú lớn nữa đi, thầy sẽ cho hai đứa ra nghề. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Từ nay cha không phải làm gì hết. Con trai của cha đã kiếm được tiền rồi. Con làm gì mà có được nén vàng này? Cha, cha sao vậy? Lần đầu con trai của cha kiếm được nhiều tiền như vậy, đáng lý ra cha phải vui chứ. Sao cha lại nhăn nhó như vậy? Thì con làm nhiều thứ lắm, cái gì con cũng làm hết. Con làm được những cái gì? Thì ai kêu gì con làm nấy. Sau đó con gom góp tiền mới mua được cái nén vàng này. Cha, từ nay cha không phải lo gì hết. Cha muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần phải tiết kiệm nữa. Con à. Dạ. Gia đình ta mấy đời là nông dân cơ cực, có đủ ăn là may lắm rồi. Con đừng mơ tới mấy nén bạc, đằng này con có cả một nén vàng. Cha không cần biết con làm gì, nghe cha dặn, nghèo cho sạch, rách phải cho thơm. Làm gì thì làm, miễn sao tối đặt lưng xuống ngủ, không bị giật mình lúc nửa đêm là được rồi. Con nhớ chưa? Dạ, con biết rồi cha. Cha cứ yên tâm, con ngủ ngon lắm. Được chưa? Xin mời phu quân. Cảm ơn phu nhân. Không có chi. Nghe đồn hôm nay hai đứa nó đi mần ăn ở tiệm bạc, ban ngày ban mặt, ông có chắc nó làm nổi không đó? Phu nhân khéo lo, nổi á thì nó đem về cúng cho vợ chồng mình, còn không á thì tụi nó sẽ bị bắt. Ngày này nó làm vậy mà, ngày xưa tôi cũng vậy thôi. Nghĩ cho cùng tụi này nó ngu thiệt, không bằng một gốc của ông ngày xưa có đúng không? Trời ơi, ông hồi đó nhớ không? Một thân một bình mài mò tìm cách ăn trộm. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn trộm cũng phải đi học á, ngu thiệt là ngu. Nếu mà không có những thằng ngu như vậy thì tôi với bà đâu có ngồi không mà hưởng lạc. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Cũng có những cái mánh khóe mà tôi đúc kết được của mười mấy năm qua mới được chứ bộ. Bà cứ im lặng đi, để tôi tính cho. Thì em đâu có nói gì đâu. Nó tới kìa, tôi đi vô á. Dạ thưa thầy, bạc đây à? Dạ. Dạ. Giỏi, con giỏi lắm. Dạ. Sao, mỗi lần đem chiến lợi phẩm về con thấy trong người đã không? Dạ dạ, đã thì cũng đã đó, nhưng mà cha con cứ nghi ngờ hoài, cứ nghĩ con làm gì bậy bạ mới có được một thỏi vàng. Con phải nói xạo với ổng mà ổng còn không tin nữa. Đúng là cái thằng này. Vậy lần sau đưa cho ổng ít lại để ổng khỏi nghi.
Thầy giỡn thôi. Bây giờ thầy có phi vụ mới. Ngồi xuống đi thầy nói chuyện. Dạ. Thầy có phi vụ mới muốn giao cho tụi con. Dạ, chuyện gì thầy? Trộm của người thường thì trộm rất là bình thường. Trộm của dân trong nghề mới là hay. Làm được như vậy coi như con là vua trộm. Tối nay dọn nhà thằng Nhất cho thầy. Hả? Trời ơi thầy, cái ông Nhất đó là tên cướp đó thầy. Có nguyên một băng đảng ở trên sông luôn. Con mà bị bắt là bị cắt cổ chắc đó thầy. Nếu con làm được thì con mới là người bản lĩnh. Nếu con muốn nổi danh vua trộm như ta thì làm đi. Thầy thấy con có tương lai với nghề, ráng đi con. Thầy, con có tương lai hả thầy? Ừ. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy, có hai thằng à, mà thầy nói nó là vua trộm, vậy con là vua gì? Ý của thầy á là hai đứa con một chín một mười, đâu có đứa nào thua đứa nào đâu, đúng không? Thầy, nếu mà thầy nói vậy á thì trong hai đứa con á phải có đứa hơn đứa kém để con biết giai thứ, đúng không? Lần này tụi con sẽ so tài với nhau. Tôi thấy không cần đâu. Anh á lớn tuổi hơn tôi, mặt cũng già hơn tôi nữa. Ừ. Anh cứ làm quên đi, tôi làm đệ. Không mày, ý tôi nói là tao muốn phân cao thấp là cao thấp trong nghề kìa. Nếu mà mày làm được cái vụ này trót lọt á mà vô mặt tao á, tao sẵn sàng bái mày làm huynh, còn tao làm đệ. Được lắm. Vậy thì hai đứa con hãy nghe đây. Ngôi nhà lớn ở phía tây cổng làng chính là nhà của thằng Nhất. Mà thằng Nhất lúc nào nó cũng ôm khư khư cái túi tiền vàng trong người của nó. Ngay cả đi ngủ nó cũng ôm. Bây giờ hai đứa con làm sao lấy được cái túi vàng trong người của thằng Nhất cho thầy? Đặc biệt lấy luôn bộ đồ nó đang mặc trong người cho thầy luôn. Ừ, lấy luôn bộ đồ hả thầy? Đúng. Lấy chi vậy thầy? Thầy mặc cũng có vừa đâu thầy. Ừ. Cái thằng nó khởi sợ. Chắc chắn là thầy mặc không vừa rồi. Thầy lấy cho con phải không thầy? Ừ. Chuyện đó tính sao đi. Nhưng mà nói nghe, mày thấy có kỳ không? Mình á đem về cho ổng một túi ngọc, mà ngược lại ông bố thí cho mình vài đồng bạc lẻ. Mày thấy có tức không? Ý anh là anh chết đó hả? Chứ gì nữa, tao thấy giống như là ổng đang lợi dụng hai đứa mình á. Tôi á thì thấy đâu có gì đâu. Hồi xưa đi làm cực khổ biết bao nhiêu, còn bị người ta mắng chửi nữa, mà đâu có nhiều tiền như bây giờ. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ có một cái, sao cha tôi không vui. Rồi tối ngày hỏi là tiền ở đâu ra hoài. Rồi à, mày nói với ổng sao? Thì phải nói xạo chứ sao. Cha tôi mà biết tôi làm nghề này á, chắc tự tôi luôn. Còn anh thì sao? Tao thì tao không quan tâm. Nói chung là có tiền đỡ hơn chết đói, đúng không? Tao muốn sống một cuộc sống giống như ông thầy mình đang sống vậy đó. Nếu mà giàu hơn thì càng tốt. Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Thôi tôi về thăm cha đi. Tối gặp lại anh sao ha. Nhớ đúng hẹn nha. Tôi biết rồi. Cái thằng không biết nói nó dại hay là nó khờ nữa ta. Cha đang sửa cái nơm cho ai vậy? Cha sửa nơm của nhà, để ngày mai cha đi đơm cá. Nếu mà cha ở nhà buồn thì cha đi nơm cá cho vui thôi. Còn dư cá nè, cha mang cho bà con hàng xóm ăn đi. Chứ không cần phải làm cực mà đội mưa nắng như vậy nữa đâu. Nhà mình bây giờ đâu có thiếu đồ ăn. Cha, hôm nay con mang thêm tiền về cho cha nè. Cha cứ xài hết đi, hết con sẽ đưa tiếp. Kế à? Dạ. Gần đây cha nghe thiên hạ xôn xao đồn rằng con hay qua lại nhà thằng cha trộm thóc ở xóm trên, đúng không? Dạ. Chuyện đó thì dạ tại vì lão đang nhờ con sửa lại cái mái nhà nên con có ghé qua mấy lần. Có thiệt là như vậy không? Dạ thiệt. Vậy còn cái số tiền vàng thỉnh thoảng con đem về cho cha có liên quan gì đến chuyện này không? Dạ không. Con nói thiệt mà cha. Cha, cha cứ cầm lấy số tiền này mà xài đi. Bây giờ con phải đi bàn chuyện làm ăn với một anh bạn rồi. Cha ở nhà nha, con đi. Cha,
Cha có việc ăn cơm trước đi, không còn chờ con đâu. À. Giỏi, hai con giỏi lắm. Kỳ này hai con giỏi lắm. Dạ. Y như thầy ngày xưa vậy đó. Dạ. Nè, uống đi, uống đi, chúc mừng, chúc mừng hai con. Vô. Giỏi lắm, khá lắm. À, thầy hay, nếu mà nãy giờ thầy khen tụi con nức nở vậy á, vậy à, tụi con ra trường được rồi thầy ha. Mới có khen mấy câu thôi mà lại đòi ra trường rồi. Chưa đâu con. Dạ. Còn nhiều cái bí quyết lắm, để từ từ rồi thầy chỉ thêm cho. Dạ. Dạ. À, bây giờ có một cái ví dụ mới. Đề bài kỳ này là hai đứa tự động kiếm mối. Thầy khỏi chỉ. Trời, sao thầy làm khó tụi con quá vậy thầy? Tụi con biết mối đâu mà kiếm. Đúng rồi thầy ơi. Thú thật với thầy á, là con của con nó bệnh nặng lắm. Con đang cần số tiền lớn để nhờ thầy thuốc thang chữa bệnh cho nó. Nếu mà tụi con làm theo cái đề bài như thầy nói á, là tụi con tự kiếm mối. Vậy thầy cho tụi con á, khi nào kiếm được á, cái mình chia đều. Con thì sao cũng được thầy. Được thôi, được thôi. Muốn gì thì thầy chia dạ. cho. Ngay cả các con muốn ra trường, thầy sẵn sàng cho các con ra trường. Dạ. Dạ. Nhưng mà thầy chỉ lo một điều là không có thầy bảo kê, lỡ mà dính vô cái bọn chức việc thì thầy e là dạ khó à. Cũng lộ mặt rồi đó. Anh nói gì vậy? Còn gì nữa? Tao mới vừa thử cái chuyện con tao, ổng chẳng những không giúp ha, rồi ổng còn nói á là nếu mình ra riêng á, ổng kêu lính bắt nữa, mày thấy không? Thầy kêu lính bắt mình sao? Nhưng mà mình đâu có kêu ra riêng đâu. Trời, mày ngu quá. Bây giờ vậy nè, mày nghe tao bàn nè. Cái phi vụ này là tao với mày á, phải dí bớt, mày hiểu không? Tức là không đưa thầy sao? Tao muốn trộn trọt mày quá. Ý là tao nói hai đứa mình chia đôi, hiểu không? Kệ lão đi. Tao nói nghe, tao biết được nhà Phú Hộ Thăng giàu lắm, đêm này xử luôn. Vậy là đêm nay luôn hả? Thế quyết định gì đi hả? Được rồi, để lần này tôi nghe anh xem sao. Thôi vậy nha, tôi đi trước, có gì tối gặp. Không có phải quý quá gì mày đâu. Tại vì cái nhà đó nhiều gia nhân với chó dữ, nên nhờ mày đánh lạc hướng cho tao chạy thôi. Còn bao nhiêu của cải hả? Tao cơm, tao chuồn. Không có thầy, không có bạn gì hết mày. Đẹp quá mẹ ơi, đã quá. Ui, đồ nhiều quá sao gom đây. Quay quay, đợi tao. Ui, trời, trong tổ chèn bạc, ta nói đủ kiểu, rồi đồ cổ đẹp nhiều lắm mẹ ơi. Nhiều lắm hả? Ừ. Nhiều vậy làm sao mang ra ngoài được? Giờ sao? Được rồi, để tôi tính. Cái gì vậy? Anh giữ tay nải này đi. Anh ra ngoài nghĩa địa chờ tôi đó. Ra đó anh mở tay nải này ra, anh tự khắc sẽ biết làm gì, hiểu không? Trong này có đồ để dùng hả? Đúng vậy.
Kêu tao ra nghĩa địa chờ hả? À, chỉ có như vậy mới lấy đồ được thôi. Mày cẩn thận nha, tao đi trước. Đi à. Đi. Giải tội nghiệp phù hộ cho gia đình của con. Không hiểu sao lâu nay vợ con nó bệnh hoài à. Đi biết bao nhiêu thầy lang rồi mà nó cũng không hết. Mong tội nghiệp phù hộ cho gia đình con. Giúp đỡ cho gia đình con, nếu mà vợ con hết bệnh á, con sẽ cúng con heo. Dạ, con cảm ơn tổ. Ai đó? Đứa nào vậy? Ông đâu? Dạ xin lỗi, dạ đây là ai vậy? Thần thánh hay là ma quỷ? Nói chung là ai đi nữa cũng đừng có hại con, cũng sợ lắm. Ta chẳng phải ma quái hay thánh thần. Dạ. Mà ta không phải ai xa lạ. Ta chính là ông tổ của ngươi. Người mà ngươi vừa thắp nhang cúng bái xin xỏ này nọ đó. Dạ được. Dạ. Dạ con lại ông tổ. Dạ gia đình con có gì sơ suất. Mà ông về. Ông về cũng sợ lắm ông ơi. Sơ suất gì à? Ta đang tức giận đây nè. Dạ. Giờ mà cứ còn hỏi nữa. Dạ ông giận gì vậy ông? Dạ gia đình con cũng nhang khói đầy đủ cho ông hết rồi mà. Thì mà chính vì đêm nào nhà ngươi cũng nhang khói nghi ngút, hiện hồn ta không thể nào siêu thoát được, nên cứ quanh quẩn ở trong ngôi nhà này. Chính vì vậy âm khí quá nhiều đã gây nên bệnh của vợ nhà ngươi. Nếu như dạ ngươi muốn vợ nhà ngươi khỏi bệnh, dạ thì làm cái lễ đưa ta ra mồ. Dạ được. Nói vậy là bao lâu nay ông lẩn vẩn ở trong nhà con hả ông? Dạ được rồi. Dạ để con làm lễ, con đưa cho ông đi liền. Được rồi, ta thích mấy cái đồ ở trong tủ này, đem hết đi cho ta. Dạ. Nghe không? Dạ con làm liền. Ôi kỳ vậy, tự nhiên biểu mình ra đây sớm chờ chi biết nữa. Không biết nó có ra không trời. Sao mình ngu vậy ta? Tự nhiên ra đây trước đãi mũi à. Đã vậy nó nói trong tay nãy này có đồ nghề, phải vậy không ta? Thôi kệ, ngồi đây đợi nó coi sao. Dạ thưa ông, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ bây giờ con chỉ cần gom đồ trong tủ nữa là đủ rồi. Được rồi. Dạ. Ta ra đây. Dạ. Ôi trời ơi. Ta cấm ngươi. Dạ. Không được nhìn thẳng vào mặt ta, nếu không ta sẽ phạt đó. Dạ. Ta ra ngoài đợi đó. Dạ. Ông ơi ông, kìa cái thứ để ghê nó đi trời ơi. Nhanh vô đây làm gì ông? Dạ lên để ông tổ mở. Chân nó chết. Dạ lẻ lên, báo cho tao. Dạ, lẻ lên có theo liền. Ông tổ ơi, ông tới chưa? Sao tự nhiên ông ra cái địa ấm khí quá chừng, sợ quá ông ơi. Các ngươi đừng có sợ, cứ từ từ để ta gọi bà ra nói chuyện với các ngươi. Còn ai nữa vậy ông ơi? Bà ơi, ra đây cho con cháu nhìn mặt nè. Bà hãy hiện lên đi. Ông ơi, hai người đứng đó, để vợ ta chọn một đứa xuống dưới phụng dưỡng cho bà. Ah!
Công nhận của bà thiệt chứ, từ nhà lão ấy ra đây cũng xa. Mắc cười quá. Công nhận, công nhận với tụi nó chạy mệt mà đã quá. Quỳnh thấy không, ta nói rồi Quỳnh phải tin ta chứ. Không nha, công nhận nha, kế sách của ngươi hay thiệt, phải công nhận. Nói chứ, gom đồ lẹ đi về. Ở đây ngồi nó ớn lạnh sao á. Đúng rồi, ta cũng thấy ớn lạnh quá. Đi đi đi. Ừ, cái bản đồ này mình về cái anh em mình âm thầm chia đôi. Ta nói kỳ này vô bánh. Đi. Trời ơi, lạ ông, lạ ông tổ, ông lạ ông tổ à. Con không ngờ ông tổ lại có thiệt à. Con lạ ông tổ à. Ông tổ đừng giả, con chỉ muốn lấy đồ người ta nên con giả dạng vậy thôi. Con không muốn xúc phạm gì ông á. Ông tha cho con đi, ông tha cho con đi mà. Tha cho con đi à. Ui, sao giọng ai nghe quen quen vậy ta? Ta nè. Sư phụ, sư phụ. Quỳnh, làm gì vậy? Quỳnh bấm cổ cái chừng chết thầy đó. Trời đất ơi sư phụ, mà sư phụ ác quá. Sư phụ biết ta sợ mà, mà sư phụ đành lòng nhắc mà. Xem chung sư nữa, đã tìm chết luôn á. Trời ơi, bỏ cái tật. Sợ mà, mà đi nhắc mà người ta. Sao, hai con tính qua mặt thầy ăn trộm một mình hả? Đem về nhà, tao tính. Tao biết rồi, lão bợm già đó giả bộ dạy mình, sai tụi mình đi kiếm ăn cho vợ chồng lão thôi. Tao với mày hố rồi. Chứ giờ phải làm sao anh? Mình kiếm cách đánh lẻ được lúc nào hay lúc đó, rồi từ từ chay mình kiếm cách mình chuồn, hiểu không? Vậy đi, nghe lời tao đi ha. Mày có thấy cái túi tiền của ông lão đâu? Dắt ngay quần đó, thấy không? Thấy. Bây giờ vậy, tao với mày tìm cách trà trộn như đó. Mày giả bộ mày kiếm cách, mày lưng la dùm nói chuyện, còn tao lấy túi tiền, được không? Được. Làm. Lấy được gì chia ra. Ừ. Dạ. Ôi, dạ. Cá bán sao vậy anh? Anh mua hết đi, tôi bán rẻ lại cho. Chú tính mua hết mớ cá này hả? Mua hết thì ăn không hết, mà mua nữa thì hội không bán. Công nhận trả ngon quá ha. Tuyệt đối luôn. Thế là bây giờ mình mỗi người mua ít đi, chia nhau ra, ai lấy được nhiều lấy. Dạ. Thôi giờ cậu bán mỗi người nữa ha. Dạ. Anh để cho tôi một con đi. Trời đất ơi, cái túi tiền tôi đâu rồi? Ủa mất tiền hả? Cái thằng này hồi nãy nó đi chung nè. Cậu đứng lại, thằng kia đứng lại. Tôi đâu biết hắn lại đâu. Nếu mà là đồng bọn á, tôi phải đi chung rồi chứ. Anh không lấy thấy đi chung rõ ràng mà. Trời ơi nữa. Thôi chết tôi rồi. Ơi trời ơi, tiền để kỹ bệnh cho vợ mà bây giờ bị mất hết rồi, biết làm sao đây. Ông trời, đúng là loại người chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của người khác thôi mà. Trai tráng cao to như vậy không chịu đi làm ăn, chỉ biết trộm của người khác. Đồ ăn cướp, bất lương, đồ bất lương. Bất lương không tha nữa. Con nói thật cho cha nghe, có đúng như vậy không? Cha đang nghe đầy hai cái lỗ tai rồi đó. Cha, con đang định mua cá về nhà. Con biết hồi này cha đang đơm cá, con đem cá về nhà làm cái gì? Vợ người ta đang bệnh hoạn, con lấy hết tiền của người ta, lỡ người ta chết thì sao? Cha, con không có. Con, nếu cha không tin á, cha cứ khám người con đi. Nếu có đồng nào á, con đi bằng đồng. Công nhận hai đứa này nó khá thiệt không ha. Nhưng mà ê, tụi nó giỏi như vậy á, thế nào cũng đòi ra riêng đó. Giờ mình tính làm sao? Cửa gì ông nội? Tôi là thầy nó mà, làm sao mà nó ra riêng được với tôi hả bà? Sao ông dám chắc? Thằng Mưu, cái giả tâm của nó quá lớn. Trong khi cái tài của nó thì chưa theo kịp được cái giả tâm của nó.
nó sẽ tự đưa nó vô trồng bây giờ. Mà vô cô bác ơi. À, xem hàng đi chú em. Này nhiều cái. Chỉ 2 quan tiền thôi, rẻ lắm. 2 quan tiền thôi à? Khổ quá ông ơi, cho con ít bạc lẻ đi ông. Còn cái này, nhiều cái. Dạ, cũng 2 quan ông tiền. Dạ, cảm ơn ông. Mời ông chủ. Vào lựa đi ông chủ. Chỉ có 2 quan tiền. Mấy cái món đồ này sao mình thấy nó quen quen vậy ta? Ông lão, ở đâu ông có mấy cái món đồ này vậy? Đồ gia truyền của nhà tôi. Mà sao ông lại thấy nó quen quen? Chuyện nó là như vậy. Mấy hôm trước ở nhà tôi có xảy ra một chuyện lạ. Tổ tiên nhà tôi hiện về kêu gom mấy cái đồ này đem ra mộ cho ổng. Chắc có lẽ đồ giống đồ thôi mà. Làm gì có chuyện đó? Chắc của ăn trộm quá, mua vô xui quậy lắm. Tôi không mua đâu. Chú em à, anh ơi, không phải như vậy đâu. Anh ơi. Dạ cảm ơn. Dạ. Mua đồ đi chú em. Ông ơi, tôi á tuy thân tàn ma dại, tôi xin đồ ngay thôi, chứ đồ ăn cắp tôi không lấy đâu. Ông nhận lại đi. Đây là đồ của con mình đi ăn cắp. Giỏi. Dạ. Hai trò của thầy giỏi lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Không cần thầy phải chỉ dẫn mà hai con cũng làm được cái vố này. Dạ. Giỏi. Thằng Mưu. Dạ. Nhìn con lỗi đời. Dạ. Nên cái mặt con già chát. Dạ. Mặt con già gần bằng thầy rồi con biết không? Còn thằng kế. Dạ. Coi vậy mà thông minh, đưa ra nhiều kế sách hay, dẫn dắt khéo léo. Con xứng đáng là làm huynh. Thằng Mưu, mặc dù cái mặt con già chát, con phải làm đệ thôi. Và bây giờ cái điều quan trọng thầy sắp nói ra với các con, thầy nói ra cái này thầy đau lòng lắm. Chuyện gì vậy thầy? Các con bây giờ cứng nghề rồi, tự lập được rồi. Các con xuống núi đi. Ở đây có núi đâu xuống. Ý thầy nói là ra nghề. Khổ thầy ghê luôn. Mà giờ con hỏi thầy nè, chưa xong gì hết là con cũng có công vậy. Con có công là con lựa chỗ, dẫn dắt. Nó chỉ đưa ra kế sách, nó sáng kiến, nó sáng ý ở phút chót thôi. Cái tự nhiên giờ thầy phân nó hơn con, có phải thầy bị mặt con không? Dạ đúng rồi đó thầy. Ý con là tất cả là anh Mưu dẫn dắt hết, con có công cán gì đâu. Thầy cứ để anh Mưu làm huynh đi, con làm đệ. Chứ mặt con vậy làm huynh kỳ lắm thầy. Biết điều. Thầy không thể nào làm trái với lương tâm của thầy được. Biết làm sao? Thầy chỉ nhận định theo thực tài của mỗi đứa thôi mà. Thầy cứ vậy hoài. Nếu thầy nói vậy đi, thầy nói con thua nó đúng không? Bây giờ coi như chuyện nó bỏ đi, cho con làm một vố nữa đi, rồi lúc đó mình phân định sao. Thôi được rồi, thầy chiều theo ý của hai con. Cho hai con một cơ hội nữa. Sắp tới làng có cung đình, chắc chắn là bọn trưởng giả gần xa sẽ đem tiền vàng đến cúng cho tổ đình. Quơ của nhà người ta lén lút trong đêm là đã khó rồi, đường hoàng lấy của làng trước mặt bá quan càng khó hơn. Và lộ ra sẽ bị người ta đánh chết. Đứa nào mà làm được thì đứa đó mới xứng đáng là vua trộm.
vô kìa. Đó, độc quá anh Bu ơi. Giờ làm sao đây? Chắc phải nửa đêm người ta mới về. Mày không nghe thầy nói em? Phải gom đồ trước mặt những người đó. À, mà ông nói mày là thằng ngu mẹo lắm mà, không giỏi nghĩ cách đi. Nhưng mà lần này lỡ bị bắt là người ta đánh chết rồi hết. Bây giờ run quá, không nghĩ ra cách gì hết trơn. Mà sợ nhất là cha tôi biết được, là tự tôi luôn á. Mày, mày lần nào cũng giả bộ run rồi này nọ, mà lúc nào mà cũng giành thắng. Mày diễn với tao à? Đâu có, tôi nói thiệt mà. Chẳng qua là sợ quá, cái khó đó lo cái khôn thôi. Bình thường tôi có làm gì ra hồn đâu, anh biết mà. Vậy là chắc là tao phải làm cho mày sợ rồi, đúng không? Hả? À, bây giờ mày muốn mày tự làm cho mày sợ, hay mày muốn tao la làng lên? Thôi được con, để tôi thử. Thử đi. Nè, nhưng mà lần này không phải như mọi lần đâu nha. Mất mạng như chơi đó. Bây giờ anh đi vô trong đứng với mọi người đi, có gì tùy cơ ứng biến, giúp tôi một tay nha. Để đi, đi, đi lễ lên. Khổ ghê, không biết nói thằng này nó khờ hay nó khôn nữa. Thiệt tình. Kính thưa bà con, hôm nay là ngày cúng ông. Quan chức hội tề trong làng đã tụ về đây đầy đủ. Bây giờ chúng ta hãy thắp cho ông một nén nhang, để xin ông một năm làm ăn thật là suôn sẻ, an lành và gặp nhiều may mắn. Mời bà con. Cứ thận sẽ hiện hả? Các người không được nhìn lên, hãy mau để đồ cúng lại và đi ra ngoài đi. Dạ dạ, đúng rồi, đúng là ông tổ đình rồi. Ông tổ đình hiện linh quá. Đứng lại. Các người có nghe không? Bước một bước nữa là học báo chết liền nghe chưa? Thôi thôi, tất cả ra ngoài đi. Dạ dạ, nhanh lên nhanh lên. Đi ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Nhanh lên. Sao còn đứng đây? Sao không đi đi? Yên tâm, trời ơi, tổ là bạn đồng nghiệp của tôi mà. Cái gì? Trời ơi, cả gan ha. Ông dám nói ông là bạn của tổ hả? Trời ơi, ông thiệt là phạm thượng. Ông không sợ tổ dặn họng ông học máu chết hả? Tại kia còn không ra ngoài, ta cho học máu chết chạy tàn chỗ bây giờ. Dạ dạ. Đi đi đi, tổ linh lắm, giật chết bây giờ. Thôi đi à. Thôi đi 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 đi. Kế, mày đâu rồi? Tôi đằng sau tủ thờ nè, đằng sau đi. Mày đâu? Đằng sau tủ thờ. Tủ thờ hả? Anh làm tôi muốn đứng tim luôn. Phải công nhận, mày giỏi thiệt. Tôi đã nói rồi, ông thần vốn linh lắm. Tôi nhớ rồi. Còn một thằng nó ở trong đó, nó không chịu đi ra. Trời ơi, không biết ông tổ có giận nó không nữa. Sao nó liền dữ vậy? Thôi được rồi, bây giờ hai đứa mình chia đều rồi chui ha. Không được, mấy người đó đang ở ngoài, anh nghĩ sao mình đi được. Bây giờ anh giả vờ phục tôi rồi đi ra, sau đó mình chia đồ, ăn đồ chia đủ mình đi về. Mày tưởng tao khờ hả? Chứ phải mày tính mày đem về mày dâng cho lão Trộm già để ông tấn phong mày, ông phong mày làm vua trộm hả? Không, tôi nói thiệt đó. Nếu anh không tin á thì tôi thề cho anh coi.
Có cái gì để ta tin lời thề của mày? Thôi về vậy đi. Tôi lại lưỡi anh liếm, anh lại lưỡi tôi liếm. Nếu mà ai trái lời thề thì sẽ bị học báo chết tươi. Có tổ đình làm chứng nè, anh chịu không? Mày nói gì? Tao thề lưỡi mày liếm. Rồi mày thề lưỡi tao liếm lại. Có tổ đình làm chứng nè, yên tâm đi. Ai mà trái lời thề học báo chết tươi liền à. Làm luôn mày, quyết định như đi. Ghê quá. Thôi bây giờ cũng làm thế ý mày đi, nhưng mà lấy tay bịt mắt lại. Mày thề lưỡi thấy gớm quá. Thôi được rồi, bịt mắt thì bịt mắt. Nè. Thằng quỷ này nó cắn sâu thiệt. Wow, lễ vật nhiều quá, đúng là không uổng công. Anh Mu ơi, anh Mu, vô phụ tôi khiêng lễ vật ra nè. Anh Mu ơi. Chà. Bữa nay con còn chối nữa không? Cha già rồi, đâu thể nào tôi ngồi ăn trên đồng tiền mà con ăn trộm. Cha, cha, con biết tội rồi cha ơi. Cha đi đi. Cha, con muốn làm gì thì làm đi. Cha ơi, con biết tội rồi mà cha. Cha ơi, cha, cha. Quỳ lại ai vậy? Với lại tao mới thấy ai đi ra vậy hả? Cha tôi đã biết hết chuyện và bỏ đi rồi. Giờ tôi mới thấy có tiền có của bà bị khinh ghét cũng như không. Nếu anh muốn, anh cứ giữ hết những đồ này đi. Còn cái danh vua trộm anh cũng lấy luôn đi. Tôi phải đi tìm cha tôi đây. Tôi không quay lại nhà thầy nữa đâu. Tao cũng thấy mày nói đúng. Tự nhiên cái mình chạy theo cái hảo danh làm cái gì, đúng không? Từ lúc gặp mày tới giờ, tao cảm nhận được một điều là trên đời này chỉ có mày tốt với tao thôi. Mày giải dây cho tao mấy lần rồi, chứ mấy tao bị người ta túm cổ rồi. Chỉ có một cái lần này mày chơi ác quá, căng cái đứt lưỡi, thấy gớm quá, thấy không? Nói mày nghe, mình là anh em tốt với nhau, không đáng sao tự nhiên sân si về cái danh ảo làm gì, đúng không? Giờ nè, nghe lời tao, chạy theo cha liền, thấy không? Ổng đi là mệt lắm á, chạy đi, nhảy lên. Tôi hiểu rồi. Cha ơi, cha. Trời, nhìn thấy tình cảm cha con đứt ruột kìa. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên thấy nó lạnh lạnh sao ta? Cha ơi, ấy lộn, kế ơi, chờ tao với. Tụi nó bỏ đi hết ráo rồi, bây giờ sống sao đây ông? Bà cứ khéo lo. Thời nào mà không có những đứa thích ngồi không mà hưởng lạc. Từ từ, không có đứa này thì có đứa khác, lo gì? Yên tâm đi, thế nào nó cũng tới thôi. Dạ, con chào thầy, con chào cô ạ. Tới đây làm gì?
Con tới đây để con xin thầy theo học nghề ăn trộm ạ. Sau khi đuổi theo cha, được cha tha thứ, Kế Quyết trở về sống cùng cha bên căn nhà tranh. Hai cha con cùng đi bắt cá, làm thuê, sống một cuộc sống yên bình. Kể từ khi Kế bỏ đi, Mu nhiều lần ăn trộm bất thành, bị bắt và bị đánh, nên hiểu ra hậu quả của việc ăn trộm. Trả lại tiền của cho người bị trộm, Mu dần hoàn lương, làm ăn chân chính. Còn vợ chồng người thầy, do thói quen ngồi không hưởng lợi, nên cũng không có kết quả tốt, gặp phải những tên học trò dở dở ương ương, sau đó bị quan quyền trừng trị tội. Hả? Sao thầy? Xấu quá hả? Không, đẹp hơn thầy. Cái hậu xấu lắm. Bậy, cái hậu người ta nói tốt lắm. Cái hậu này đẻ sai lắm đó. Trời ơi, tôi nói đây là cái hậu là hậu giận. Ai nói cái hậu này? Vậy hả? Ừ. Thầy thấy chưa? Cho nên con mới đi coi thầy nè. Thầy làm ơn sủ quẻ giùm con đi thầy. Dạo này mắt trái con nó cứ giật giật hoài hả thầy? Đâu có. Nam tả, nữ hữu. Mắt trái giật là hên lắm á. Hên hả? Để ta coi nữ kỹ coi. Hình như có người theo nữ á. Ôi trời, thầy nói vậy là ma đeo con hả? Ma đâu mà ma, ta nói người theo đây là người thứ ba đó biết không? Người thứ ba? Ừ. Thấy chưa, con nghĩ đâu là có đó mà. Con nói thầy nghe, dạo này cha xã trưởng nhà con kỳ lắm. Bình thường á làng cha đâu có nhìn ngay con đâu, cha lé mà. Ta nói nhìn bụi ớt chết bụi hành, mà bữa nay nha, thằng cha nhìn bụi gì con cũng không biết nữa, nhìn xa xăm rồi mắt mơ màng ở đâu đó. Lắm. Đúng rồi, thầy làm ơn coi giùm con, ai vậy, người thứ ba đó là ai vậy? Con xé xác nó ra, con xé vài nó xong rồi con làm gỏi đó thầy. Bình tĩnh nghe. Dạ. Theo như cái quẻ này ha. Sao thầy? Cho thấy là chồng của nữ theo người ta. Hả? Chứ nghĩ sao mà người ta theo chồng nữ, ổng lé vậy sao mà theo. Thấy chưa, xấu quá mà. Ai thèm theo ổng. Cái này ném về mê gái rồi. Thôi được rồi, thầy nói đi, con nào, thầy chỉ con đi. Ai đâu mà khó đoán, có nghĩa là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Trước mắt chứ không phải tròn trước mắt thầy. Ta lộn. Ủa là sao? Xa gần, gần xa. Suy nghĩ đi suy nghĩ, động não đi suy nghĩ. Gây ế hả? Không, hay gây tơ. Chắc gây quá. Con nói thầy nghe, gây tơ á thì nó đâu có thèm cha xả lé nhà con. Đúng rồi. Còn gái ế á là nó khó chịu quá, cho nên nó mới không có chồng. Đúng rồi. Bây giờ chỉ còn gái quá. Gái quá là ai ta? Suy nghĩ. Có khi nào con quỷ thị đào không thầy? Con quỷ thị đào. Đúng rồi. Hả thầy? Lý luận rất là có bài bản. Ủa? Là nó hả? Chứ còn ai vào đây nữa. Nữ không thấy sao, người ta đang tuổi xuân mơn mởn, đúng không? Ngọt liệm chín mùi, cái dòng nào nó ra dòng nấy. Con trai trong làng đi ngang thôi là mê mẩn rồi, chảy nước miếng luôn vậy. Chứ ai như nữ, ba dòng như một. Thầy, sao đụng tới nỗi đau của con vậy? Ta đâu có giống đụng đâu. Thầy, được rồi. Bây giờ con đào phải không? Con đi gặp nó, xé xác nó ra. Ông xả lẻ, kìa ông chết với tụi. Ê, nữ mập, tiền quẻ. Ê, quẻ chưa tiền. Đào ơi, anh đến với em rồi nè Đào. Từ xa nhìn em còn hấp dẫn đó Đào ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cái chui vô hẻm nó cắn không vậy? Nè,
Dạ. Em nhớ dọn dẹp bàn ghế lúc nào cũng gọn gàng nha. Còn đồ ăn của mình á, lúc nào cũng để đồ ăn cho tươi ngon sạch sẽ, biết không? Dạ, em biết rồi cô. Nhưng mà ngộ, ngay nhà mình thì mình để. Chứ bắt gì mà tối ngày kiếm chuyện đòi ăn hoài hả? Chết cha rồi cô ơi. Hả? Thằng cha xả lép tới rồi. Thôi, em vô đánh mặt đi, để đó cho cô. Dạ. Ủa, anh xã. Quán xá gì mà bàn ghế để ngổn ngang vậy cô Đào? Chà, cô bộ làm ăn khấm khá quá hen cô Đào. Hàng quá đồ để quá trời nhiều hen. Cái này phải quánh xu thế nặng à nghe. Anh xã nói quá. Ừ. À, tại vì đôi khi anh xã nhìn á, nó nhiều gấp đôi gấp ba lên, chứ bình thường em treo ít mà. Ừ, nè cô Đào, cô đừng đụng chạm đến nỗi đau của tôi nghe. Em chọc anh xã vậy thôi, chứ hồi nãy em nói con Hầu nó làm hết rồi. À vậy hả? Anh la làm em sợ quá à. Sợ quá à. Anh giả bộ lớn tiếng như vậy á, để cho những người hàng xóm kế bên này nè, người ta thấy anh á, tưởng anh làm việc công minh, có trách nhiệm. Ủa anh ghé có chuyện gì vậy? Nè, có tin mới nghe, tin rất là quan trọng nghe không? Ta nói vài bữa nữa nghe, có quan trên á, bắt tình lình xuống đây thanh tra nghe, quýnh xu thế nặng quán cô Đào á. Tôi biết được tin này á, tôi chạy qua, anh báo cho Đào liền á. Trời ơi, anh tốt với em quá à. Bởi vậy, giống như là em có quế nhân phù hộ vậy đó. Anh xã, ở đây em có chút quà gửi cho anh với mấy anh ở ngoài xã, coi như là quà của thị Đào nha. Cái này á, em coi thường anh đó nghe. Anh đến đây á, là anh báo cho em cái tin quan trọng, bởi vì anh giúp em, anh có tình cảm với em, chứ không phải anh đến đây để nhận mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu nghe. Trời ơi, anh xã nghe không rõ rồi. Sao? Ý em á, là em nhờ anh rủ mấy anh xã đi ăn uống giùm em, chứ em đâu có hối lộ đâu. Vậy thì được. Coi như anh giúp em. Nè, từ đây về sau em cứ buôn bán thoải mái, không có sợ thằng què con thọt nào ở đây hết trơn. Anh nói để cho Đào hiểu nè, cái anh muốn là không phải mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu. Chắc Đào hiểu anh nói chứ Đào nhỉ? Dạ. Anh xã à. Sao? Lâu lâu chị nhà cũng hay ghé đây mua đồ ăn lắm đó nha. Anh xã à, anh cẩn thận đó. Em không có sợ gì hết. Cái mụ tướng Minh Ú đó hả? Dám mà hí ha hí hé, anh cho đi luôn. Anh rước em về làm chánh thật. Em á, em kỳ lắm á nha. Biết anh muốn cái gì rồi mà em cứ tránh né hoài à. Thôi thì đợi khi nào em nhập hàng xong rồi á, em báo anh biết nha. Nhớ nha. Dạ. À... Đào ơi Đào. Đào Thị Nương ơi, có nhà không vậy? Cái thằng thọt này nó phá đám mà. Thôi. Bây giờ anh về nha. Chứ nó thọt vô ông quyền khó cái là anh thúi đợi anh luôn á. Anh đi. Nè. Anh đi cửa sau đi. Anh đi cửa sau nhớ đi. Nhớ gặp anh đó nha. Đào ơi Đào. Nhớ. Nhanh đi mà. Đào. Nhớ gặp anh đó nha. Em biết nhớ rồi. Nhớ nha. Lẹ đi. Ủa anh Đệ, hôm nay anh đi đâu mà ghé quán em vậy? Ủa anh Thọt ở đâu mà tới đây vậy? Anh Đệ thôi, đừng kêu tên, cơm anh đau lắm. Anh không phải là tiện đường mà là từ huyện đường phi ngựa xuống đây thăm em đó. Ủa ngựa của anh đâu? Ngựa đây nè, nhân mã. Ở trên là nhân, ở dưới là mã nè. Ủa anh ghé quán em có chuyện gì vậy? Có chuyện quan trọng dữ lắm. Sắp tới á, có đợt thanh tra quán ăn ở trong vùng, cho nên em phải cẩn thận nghe chưa. Cho nên là chỉ có một mình em ở trong huyện này được anh đến báo tin cho em biết đó. Thiệt á hả? Thiệt. Thiệt đúng là em hên quá à. Anh mà không báo á là quán em bị phạt quan uổng luôn á. Ờ. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà đồ ăn quán em lúc nào á cũng giữ tươi xanh ngon sạch hết trơn á. Ý em nói là cái tin mặt anh báo cho em biết không có giá trị gì hết trơn chứ gì. Hình như anh thấy em không có bất ngờ gì hết trơn á. Hay là có đứa nào thương em nó báo cho em biết trước rồi. Ừ, anh nói như vậy tội nghiệp cho em mà. Ngoài anh ra
đâu còn ai thương em dữ như vậy. Thiệt không? Thiệt. Ừ, nói vậy nghe, mắt lòng mắt dạ lắm đó nha. À, anh Thọ. Gì? À, anh Đề nè, em gửi anh coi như là lộ phí đi đường nha, không phải em hối lộ đâu. Em bỏ xu vào tay của anh. Thật lòng anh không muốn như vậy, nhưng mà anh phải nhận để cho em biết là anh không có giận gì em hết trơn á. Nhưng mà em cho anh hỏi một điều, khi nào em mới cho anh gặp mặt em ở nhà, chứ không phải ở quán này, để mình tâm sự nó gần gũi hơn. Khi anh nhìn thấy em á, anh muốn xỉu chứ anh không dám làm gì hết trơn á. Thôi, để khi nào em sắp xếp xong á, có gì em báo anh nha. Được lời. Như cởi tấm lòng, anh về anh dọn thư phòng, anh đợi em nha. Dạ. Nhớ nha. Em nhớ nha. Mà đợi Đào nha. Trời, ông Quyện Đào ơi. Đào, sao giờ? Chết rồi anh ơi. Sao đây? Anh đi có sao nha. Anh đi có sao? Rồi, sao nhắm cái tình hình có lọt không? Được mà. Nhưng mà đi đường sao nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đi được cái trời. Lẹ đi. Biết rồi. Dạ, ông Quyện tới chơi. Nói vậy tao giận nghe. Sao vậy? Sao quên hoài vậy? Dạ em quên. Anh Quyện. Em thấy anh được không? Ủa sao anh giả dạng đi di hành hả? Sợ gì anh phải nhập công như vậy là vì em đó. Vì em? Anh vừa ra lệnh khám xét quán sát trong vùng này, quán nào không đạt chuẩn phạt nặng. Nhưng với ai thì anh sẽ tới thình lình, chứ với em thì anh giả dạng như vậy cho không ai biết. Em thấy anh hết lòng về em chưa? Dạ anh đúng là nhân đức. Đừng đánh trống lảng vậy. Em cũng biết quan thích em mà. Em cứ hiểu lòng quan. Dạ em hiểu mà. Hiểu thì sao? Dạ thì nhất định em sẽ đền đáp. Vậy hả? Đền bằng cách nào? Dạ thì nay mai em sẽ mời anh một bữa. Mời một bữa? Một bữa chỉ có hai ta, ở một nơi cũng chỉ có hai ta, rồi tăng một, tăng hai, tăng ba, tăng bốn, cũng chỉ có hai ta. Trời ơi, quan nôn nóng quá à. Sao không nôn được? Quan mới đi nắng ở ngoài, để em vô em lấy nước cho quan uống nha. Thôi, khỏi uống nước, khỏi uống nước. Tranh thủ, anh chỉ có một canh giờ thôi. Không chịu đâu. Đi, trời ơi, đi, anh Quyện. Anh bỏ tay ra đi. Quan à. Em xin lỗi quan Quyện, em nhầm. Em tưởng là ông xã lé nhà em. Bây giờ xin quan Quyện bỏ qua cho em có mắt mà cũng như mù. Nếu xã người thì sao? Cái gì? Nếu mà cha xã lé hả? Xin lỗi nha, tôi quýnh ông xong á, tôi lôi đầu về, tôi bẻ cổ ông xong rồi tôi nhúng vô trong nước, nhúng lên nhúng xuống, nhúng cho cha chết rồi. Thì chi? Để cho cha bỏ cái thói nè, ông quýnh vợ rồi còn đi tòm tèm với gái. Nè, chị nói quá à, không ai tới đây toàn tan với em hết. Cái này là quan Quyện cải trang di hành chứ bộ. Phải rồi, muốn nghe chưa? Ta cải dạng hành vi, à không, di hành, để coi dân tình làm ăn buôn bán ra sao, chứ không phải là như là cũng muốn nói đâu. Tránh ra. Di hành gì kỳ vậy? Di hành gì mà có cái hành vi ôm cổ là sao? Cái đó là cãi người ta. Ăn nói sức sự kiểu này á, trách chi chồng của mụ á, lẹt đẹt hoài cái chức xã trưởng mà không ngói cái đầu lên được. Dạ thì em xin lỗi quan Quyện. Đồ hô đồ. Tránh ra. Ha. Dạ mong quan tha lỗi cho em. Ê còn mày á, liệu hồn á, cái thằng cha Quyện già hết xí quách ai mà không biết, mua quan tiến chức bằng tiền của vợ, dính vô chả làm gì để mang tiếng vậy? Con ngon á, muốn rù quến á thì kiếm thằng nào có bản lĩnh đàn ông một chút. Nè, tôi không cặp kè rù quến ai hết, mời chị đi cho. Đứng chi cho dơ chân chị. Ý, trời ơi, hồi nãy quýnh cha quan Quyện quá trời, sợ
nội có gì, gia đình nhà mình sao ta? Không được. Anh Quyền cho ơi, chưa anh Quyền. Mới sáng sớm chưa mở hàng ai hết mà bị ám rồi. Có thanh tra thình lình ra đó thì hàng mình cũng đâu có vi phạm gì đâu cô. Có mỗi cái tin bọt bèo à, mà phải cúng ba cái vong linh quan uổng. Sao cô không tống cổ hết đi cho rồi? Nói như người á, mình buôn bán như cá nằm trên thớt. Bọn hắn đã ghét thì không phạt cơn này, hắn đẻ cơn nọ. Không khéo léo vui vẻ thì hắn cho dẹp tiệm luôn chứ buôn bán gì. Huống chi á, mình đàn bà cô thế. Trời ơi, cô ơi, nếu một ngày nào nửa đêm mà ổng mò qua thì lúc đó cô tính sao? Sắp được thỏa mãn với nàng rồi. Vậy mà bấy lâu nay ta tưởng nàng hờ hững với ta chứ, cứ né tránh ta hoài à. Làm sao nàng né tránh mình được? Một người đàn ông có quyền lực nhất cái xã này mà. Đào ơi, anh sắp được đào em rồi. Đào ơi. Ủa, Nguyễn nói Quang à, Quang ơi, tha lỗi cho em đi Quang. Giờ này ông lang thang đâu đây vậy cả? Ủa sao có con vợ bánh nuôi của tôi lãng vãng theo ổng vậy trời? Em xin Quang đó, Quang tha lỗi cho em. Có mắt mà cũng như mù nha Quang. Quang, ta nó mù nè, đừng có đi theo ta nữa. Tha lỗi cho em nha. Ủa, dạ bẩm quan lớn. Ông xã. Dạ chẳng hay quan lớn đi về địa phương của em, sao quan lớn không báo trước để em cho tụi chức dịch nó hầu quan lớn à. Còn bà nữa, tự nhiên đi theo sau lưng quan lòng phiền quan cái chuyện gì vậy? Tôi đi chợ rồi tôi gặp quan huyện đi di hành. Ừ. Cho nên là tôi nói giùm ông, tôi nói là do quan huyện đi di hành bất ngờ nên ông không biết mà tiếp đón. Dạ phải vậy không quan huyện, phải không quan? Ừ. Dạ, ta làm gương cho bọn tuyến dưới các người đó. Muốn thị sát thì phải học cách này, làm cho ai không biết mình là ai. Không tiền hô hậu ổng mới là thị sát, hiểu chứ? Nhờ đó tao mới biết nghĩa bài của ngươi và cả gia đình của ngươi nữa. Dạ. Loạn hết rồi. Bà nói cái gì? Ôm ấp chứ sao? Chính mắt tôi nhìn thấy nghe. Rồi sao nữa? Thì nói nào ngay mới đầu tôi tưởng ông. À. Cho nên tôi mới nhào vô, tôi quýnh một trận tơi bời, tôi nắm đầu nắm cổ túm tóc ổng. Bà nghĩ sao nhan sắc như vậy mà giống tôi hả? Mà ta nói hình hài ổng mắc cười lắm nghe ông. Sao cười? Tóc giả nè, râu giả nè, trời ơi nhìn xấu bà cố luôn á. Ta nói tôi quýnh có mấy cái thôi mà ổng te tua tơi tả, tôi thấy đã gì đâu á. Bà giết tôi rồi bà biết không? Ngồi đó cười nữa, đi dọn đồ nhậu. Dạ. Tưởng đâu á cái thằng đề thọt thôi, ai dè lôi ra thêm cái thằng quyện hối cũng tham gia cái vụ này nữa. Nè, em đem rượu thêm cho mình đó. Bà đi vô nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Thôi mà, tại tôi tưởng ông đi lẹo tẹo với anh Đào Thị cho nên. Bà hay lắm ha. Chuyện này mà tới tay bà quyện ha, là tôi chết chắc á. Tôi không biết bà nghe ai á đâm thọt rồi bà làm càng phóng vô nhà người ta, bà làm tùm lum hết trơn á. Nó nghe nè. Vậy tại vì tôi sợ mất ông cho nên tôi mới như vậy. Ông tôi mà mất ông á, sao tôi tái giá được? Ê lộn, chắc tôi chết rồi. Thôi đi, ai chết rồi bà khóc. Giờ nè, bà nếu bà thương tôi á, bà biến vô trong nhà giùm tôi đi, để tôi ngồi để một mình tôi nghĩ cách ta làm sao mà làm lành với bà quyện. Dạ, thôi được rồi, mình ngồi đây mình nghỉ đi nha. Em không có phá mình nữa đâu. À nè. Cái gì? Nhớ ăn hết cái dĩa thịt vịt này nha, ăn cho nó mát, với nó bổ lắm đó, đừng bỏ mứa nha. Thôi em đi đây. Vô đi. Dạ. Ăn uống gì kệ tôi. Ăn đi. Ngu sao bỏ? Vịt ngon gì bỏ? Thịt bò ngon gì bỏ? Bữa nay ba làm đồ ăn nhiều quá vậy trời. Mỗi thứ làm dĩa rồi, mỗi thứ ba làm cho hai dĩa. Ủa gấp cục sao thành hai cục ta?
mình mà chậm chân chậm tay nha, thằng này thọ cái thằng Nguyễn Hối vớt tay trên mình đâu có được. Mình phải nghĩ ra cách thôi. Quán làm gì có lính vô ta? Dạ quý khách cứ bình tĩnh ạ. Có chuyện gì vậy hai anh lính? Có người tối thì đào, bỏ thuốc độc vào thức ăn, nếu có tàn chứng bỏ tù trùng xương. Ủa vậy là sao cô chủ? Dạ không có gì đâu ạ. Dạ không có chuyện đó đâu quý khách. Dạ làm gì có chuyện đó, chắc là ai ác mồm ác miệng nói gì thôi, chứ quán em buôn bán 10 năm nay làm gì có chuyện đó xảy ra, với lại đâu có khách nào phàn nàn đâu. Dạ chắc là có hiểu lầm rồi đó mấy anh. Tôi ơi em nè em sao vậy? Ây da em đau quá Thư ơi. Đau quá Thư ơi. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy tụi bay? Dạ bảo mong, thức ăn có độc, tất cả thực khách đã bị trúng độc. Thức ăn có độc hả? Dạ. Thì đau cả gan đầu độc khách hả? Nàng chán sống rồi phải không? Em Linh. Dạ. Bắt Thị Đào về xã cho ta. Anh xã, con đâu phải là Thị Đào đâu. Sao ông bắt con? Tao bắt mày tới ông nội tao hả? Trời, bắt ông đang nhìn con mà ông nói ông thấy cô Đào. Mày đừng có đụng chạm đến nỗi đau của tao nghe. Tao đang nhìn Thị Đào. Vậy ông thấy con, ông nhìn ở đâu? Ở đây nè Linh. Dạ. Bắt Thị Đào về xã cho tao. Dạ. Anh xã, em bị quên mà. Ê, đi lẹ đi. Anh xã ơi. Không xả ớt gì hết. Cô, anh xã à. Đào ơi, chuyến này em không thoát khỏi tay anh đâu. Dạ bấm quan. Dạ, dạ bấm. Bấm cái gì nữa? Chưa lục gia sao còn bấm? Dạ. Chưa vô tới nhà quan mà tiếng còn ngoài cổng. Chuyện gì? Dạ Thị Đào bị xả lé bắt rồi. Sao lại bị bắt? Xả lé dám bắt Thị Đào à? Ta muốn biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, kể khúc cuối ta nghe coi. Dạ khách quý của Thị Đào bị ngộ độc à. Cho nên là bị tội là bán đồ ăn có độc. Tốt. Tốt. Ui da. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói tốt ở đây á, nghĩa là chiến dịch vừa đưa ra đã thắng lợi giòn giả. Có một người xa lưới phạm tội liền. Dạ thầy ơi, mình báo lên quan huyện rồi mình ăn mừng nha. Muốn tâm nước sôi nữa hả? Người tài lạnh quá. Đi ra phía sau tiêu hủy chứng cứ thức ăn cho ta. Tan vật là đồ ăn, tiêu hủy tức là... Trời ơi cái thằng này sống mà. Ê, ôi dạ. Ê, cái số mày cứ làm lính hoài, biết chừng nào mới lên thì đề quan huyện đây. Ta nói chữ tiêu hủy là cho nó sang, là đem đi bỏ đi đó hiểu chưa? Dạ. Khoan đã. Ta đau cái chân mà tao nói chuyện với mày tao mệt cái miệng tao quá. Không được nói cho ai biết biết chưa? Dạ. Coi chừng cái miệng của người đó. Dạ. Đi lại lên. Dạ. Vậy là ta đã có cơ hội ăn được quả đào và bứng cả cây đào đem về vườn mình trồng rồi. Nếu mà em muốn đầu độc khách á thì em phải chừa em ra chứ. Anh biết. Anh biết em bị oan nên anh thương em lắm. Nè, bây giờ như vậy nghe, em cứ nhận hết tội đi nghe. Xong anh đóng cái chuyện vô là quỷ án. Tất cả những tang vật đó hả, anh phi tan hết. Em thấy rồi đó, có anh ở đây lo cho em, em đừng có sợ gì hết. Nhưng mà không có được. Sao không được? Em không muốn vậy. Em muốn anh á phải điều tra ra người nào đã gây hiểm ác với em như vậy. Không có được. Em biết rồi đó. Ở trên mà thò xuống một cái ngang ha, là nó rắc rối cho em lắm. Suốt đời em không làm ăn gì được hết. Rồi chưa kể mấy cái thằng ngang, mấy thằng đề, mấy thằng quyền, mấy thằng hương chức ngang, nó hội tụ là một cái ngang, mà thằng nào thằng nấy nó cũng có máu dê trong người hết đó nghe. Nó bu là một cái nghe, là em tiêu luôn. Chỉ có mình anh là lo cho em đó. Chiều anh lần này đi nha. Không có được. Em muốn rõ ràng. Cái này là giết người chứ đâu phải chuyện đùa đâu.
Nếu như anh không làm rõ ràng á, sau này quán em ăn tiếng như vậy làm sao em buôn bán? Đi mà anh xã, đi mà. Được rồi, em cứ khăng khăng như vậy, chắc có lẽ là có người to hơn anh đúng không? Chống lưng cho em chứ gì? Được rồi, vậy thì em cứ nhờ mấy thằng đó đi nghe. Còn riêng tôi chiếu theo luật mà tôi làm. Anh xã, Linh, nỡ làm như vậy sao anh xã? Linh, dạ. Giam thị Đào vào nhà tiết diệt. Anh xã đừng có vậy mà. Nhưng mà nè, chưa có chứng cứ sao lại giam em? Chừng nào anh mới báo quan vậy anh xã? Chừng nào tôi báo không phải là việc của cô. Linh. Dạ. Ông ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Cái gì? Mày làm ăn kiểu đó là chết tao rồi. Anh xã. Không xả ớt gì đây chừng á. Bây giờ sao ta? Không có tang vật, làm sao mình lủng tội nó được? Cô ơi cô, em là cô. Cô chủ ơi. Hả? Cô chủ. Ủa, nè, sao em vô được trong này vậy? Mà em sao rồi? Dạ, đâu có sao đâu cô. Không thấy ai thì em vô thôi hà. À, cô ơi, em đỡ rồi. Còn cô đỡ chưa? Cô cũng đỡ rồi, nhưng mà có điều hơi mệt. Cô ơi, bây giờ cô tính làm sao vậy? Ta cũng không biết làm sao nữa. Mà ta nghe nói á, là tang vật mất rồi. Lẽ ra là phải thả ta ra, nhưng mà xả lé không thả. Chắc là muốn nhốt ta ở đây tính làm bậy đó. Trời ơi cô ơi, ai chứ thằng cha đó chắc dám đó. Không chừng là có đó. Bây giờ mình tính làm sao cô? À cô, hay là cô để em báo ông Nguyễn Hói nha. Nè, không có được. Nếu mà Nguyễn Hói á, nhân cái dịp này bắt ta lên huyện thì cái chuyện này còn khó hơn đó. Đúng rồi, bây giờ em phải gặp thầy Đề giúp ta nha. Sao cô? Nè, nghe ta dặn nè. Dạ. Nghe rõ chưa? Em rõ rồi cô, em đi nha cô. Ừ. Ông tính đi đâu vậy ông xã? Phạm nhân ở ngoài kia, cửa nẻo chưa có đóng, tôi ra ngoài coi nó làm sao. Phải không? Ừ. Vậy mà tưởng đi kiếm thì Đào chứ. Đào với gì đây? Bà đừng có suy nghĩ lung tung nghe. Phạm nhân mà trốn thoát á nghe, mà ở trên họ biết nghe, tôi không xong với họ đâu. Ở nhà đi, tôi điên tí tôi về. Làm chứ ghê. Ác hồn đó. Ta đoán dự được mấy hôm nay ta mở cửa chờ đợi, thì đến bữa nay cô của ngươi mới sai ngươi đến tìm ta. Buôn gì nói. Dạ bẩm ông, cô con tin tưởng ông tuyệt đối. Giờ dướng vòng lao lý, cô con tâm sự, chỉ có mình ông mới cứu được cô con thôi. Ông ơi ông, đây là cơ hội tốt để ông chứng tỏ tất lòng thành của ông đối với cô con đó ông. Thôi, đừng có quên ta đang bị tật cái chân. Cử ngọt, đừng cho ta uống đường nhiều quá. Tóm lại cô ngươi sai ngươi nói gì? Dạ bẩm, cô con nghe được á là tan chứng đã mất. Nhưng mà ông xả lé không có chịu thả cô. Cô con sợ ông lợi dụng chuyện này rồi ép cô qua Nguyệt. Nếu cô cự tuyệt thẳng thừng thì sợ ông đi. Cô con nhờ ông tìm cách giúp cô, rồi sau đó đền bù một cách thỏa đáng. Đây là dĩ đường mật ong, dĩ ngọt này ta chịu nè. Về nói với cô ngươi ta sẽ sẵn sàng giúp. Về đi. Dạ, chào ông, con về. Dạ, ông. Ông ráng giúp giùm cô con nha ông. Ta chết hụt rồi còn giúp cái gì nữa. Đi về đi. Dạ, chào ông, con về. Cờ đã đến tay ta rồi. Mình quá là cao kiến. Xả lé không dám xé chuyện này ra to đâu. Vì là mình trở thành người hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó một ngày không xa, ta với thị Đào sẽ đông thùng cua chảo. Ý lộn,
đồng phòng qua chút mới đúng chứ. Cô đừng có ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi cười như vậy mà lòng tôi đau lắm, cô biết không cô Đào nhỉ? Bây giờ tôi mới hiểu. Cô chẳng qua là cô đưa đẩy cầu cưa, chứ cô đâu có cảm tình gì với tôi. Đúng không? Em... Cho nên bây giờ tôi nghỉ chơi cô ra luôn. Mà nó phải là như vậy. Cô đã không chiều chuộng tôi rồi, đúng không? Thì tôi phải vịnh cành ngắt hoa thôi. Chứ tôi ngu đâu để cho tụi nó ngắt. Ông nói gì là sao? Cho ngắt nụ hoa cây còi. Đào ơi! Trời ơi! Ông bộ giả! Trời ơi, cái con này! Mày dính tao tao thấy tao! Bà ơi! Cái gì hết ra tụi bà? Trời đất ơi! Ông lé mà mình không tha nữa hả mày? Bà! Chết đi cơ mày! Có chuyện gì mà lao xao ở trong đó vậy hả Đào thương? Quay! Ủa? Đi đâu vậy thầy đề? Xả lé à? Chết cho tụi em. Đề Thọ, sao? Có chuyện gì mà thầy đến đây gặp xả lé vậy Đề Thọ? Ta yêu cầu ông trả lời câu hỏi của ta trước. Con mắt của ông bị như vậy, ông khó ngủ trưa lắm sao? Mà giờ này ông không chịu ngủ đi mà ông có mặt ở nơi chốn này. Nè, nói gì thì nói, mà đụng chạm đến nỗi đau của tôi á, là tôi mét quan quyện đó nghe. Dạ. Khoan. Đào nương, ta nghe nói ở đâu đây có một án quan sai bắt người vô cớ, rồi lựa lúc vắng người ép duyên á, thì chuyện này mà tới tai của quan quyện á, thì không có nhẹ đâu rồi nha. Dạ dạ dạ, mong thầy bỏ qua cho. Dạ cũng đàn ông với nhau không mà thầy đề. Dạ thôi, cho em về. Em nhường lại cho thầy đề á. Cái nhà xả lẻ thì ra là có đúng không? Trời đất ơi, đúng quá mà. Đúng nè, không cho về dễ. Cái gì vậy? Dạ, hai anh nghe em nói được không? Thật ra em chỉ là một người đàn bà ngu dốt. Em thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, để không ai liên quan tới ai thì mọi thứ đều ổn. Nghe nói thấy thương không? Không được. Ủa? Dạ. Sao Quang biết mà Quang tới đây vậy Quang? Các người quá to gan, coi phép nước như trò đùa. Giữa ban ngày ban mặt cùng nhau cưỡng bức một người phụ nữ xinh đẹp, cô thân cô thế. Lên đâu? Dạ. Giải hết chúng nó lên quyển đường cho ta xử. Dạ. Tóm tắt vụ án. Dạ bẩm quan. Mà thôi. Ta biết hết rồi. Bỏ thuốc tiêu vô đồ ăn và vụ quan chỗ này. Kẻ đó là ai? Xã trưởng biết rõ rồi phải không? Dạ bẩm quan. Sao con biết rõ được? Con chỉ làm theo đúng chức năng phận sự của con thôi. Con thấy thực khách của quán thị Đào bị ngộ độc thì con bắt chủ quán về thôi. Cầm miệng. Chính người đã gấp người bỏ vào lửa. Cái đó là thịt nướng quan ơi. Không, ta lộn. Gấp lửa bỏ tay người để kiếm cớ chiếm đoạt người ta, phải không? Dạ, bẩm quan. Oan cho con với quan ơi. Dạ, có thầy đệ làm chứng nè. Thầy đệ, nói giúp tôi một câu coi. Quan cái gì mà quan? Ông nhờ tôi mà ông nhìn đâu vậy? Tôi nhìn ông á. Ông nhìn ở đạo phải không? Nhìn ở đạo là nhìn vậy nè. Rồi tự vấn lương tâm mình, ông nhìn sao? Dạ bẩm quan. Sao? Vai trò của thầy đề là gì? Ta biết hết rồi. Dạ. Thầy đề thì mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Đề Thọt định giấu ta chuyện này để đi vào vai anh hùng cứu mỹ nhân hả? Dạ. Ghê thiệt. Nín đi. Ông ghê quá. Dạ bẩm quan. Dạ oan cho con quá. Dạ nói thiệt thì Đào Thị nhờ con ở qua nhà con mà. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Nàng cầu cứu Đề Thọt hả? Dạ bẩm quan cho em quá. Thì ra là nàng cặp
kè với cái tên có cái chân cà nhúng cà thọt này là giấu ta. Hắn có cái gì hơn ta chứ? Hơn chứ, nó hơn cái mặt lẻ của nhà ngươi. Bỗng quan, bỗng quan, quan cho em quá, quan cho em quá. Em làm ta thất vọng, ta thất vọng quá. Linh, dạ, dạ. Giam thì đào lại, ngày mai sẽ xử tiếp. Dạ. Quan cho em quá, quan cho em quá, quan ơi, quan cho em quá, quan, quan cho em quá, quan ơi. Đào ơi, thương em quá Đào. Ừ. Phải chi mà nghe lời anh á, mấy ngày nay á thì đâu có ra nông nổi này. Hiện tại bây giờ á thì chăn ấm nệm êm ở nhà rồi. Được cái thằng huyện hối đó bảo kê em, chắc em đắc ý lắm phải không? Anh đừng có nói như vậy mà tội cho em. Quan huyện người ta có tình ý thì làm sao em dám từ chối được. Thật ra em bị ép chứ bộ. Thiệt không? Dạ thiệt. Dù ổng có gì á thì anh vẫn gần nhà em hơn. Tối lửa tắt đèn á, phải cậy người gần, cậy người xa sao kịp. Anh khoái cái vụ mà tối lửa tắt đèn á. Thôi dần dần. Thực ra em ngồi trong này á, anh xót lòng lắm. Thôi hen, cái tên huyện hối đó đó, dù có xử ép em cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng phép vua thua lễ làng. Em về địa phương anh đi, bảo đảm với em là buôn bán thoải mái, không có đứa nào dám làm phiền em hết. Em giờ anh vô thẳng vấn đề nghe. Anh muốn em cho anh một đêm thôi hen, rồi em muốn cái gì cũng được. Có nghĩa là chỉ cần một đêm thôi. Ừ. Anh giúp em hết tất cả mọi việc. Ừ. Tắc tăng tắc. Sao nè, được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Em đồng ý rồi hả? Ừ. Anh vui quá à. Em ơi, giờ ấy em cho ngày giờ cụ thể luôn đi. Hay là sao? Quan tòa xử xong á, em báo anh liền nha. Nhớ đó nha, đừng để anh thất vọng đó nha. Nói thiệt với em nha, cái thằng đề cà thọt với cái thằng huyện hối á, không là cái đinh gì với anh á. Em biết rồi mà. Nhưng mà tòa xử mà không có bị cáo á, chắc là còn dây dưa chán. Làm sao? Bây giờ á, anh hy sinh một đêm, anh cứu em nha. Hy sinh cứu em. Hy sinh sao? Bây giờ á, anh cứ nhận bừa là anh thích em, rồi anh bỏ thuốc vô đồ ăn. Hả? Anh ép em về với anh, xong rồi em bãi nại cho anh, vậy là xong rồi. Nếu anh nhận tội vậy có được không em? Được chứ sao không được. Ừ. Rồi sau đó em năn nỉ hai chả, bỏ qua cho anh. Mấy ổng cũng đâu có muốn xử anh chi cho mất công, bể mặt ra rồi mang tiếng là quản người không chặt nha. Để anh suy nghĩ có được không? Có chuyện đó thiệt sao? Thì đó, bây giờ vừa chồng chị, chồng em, kể cả anh cha đề thọ có một chân vậy đó mà bu con nhỏ đó. Chắc em chết quá chị ơi. Mình già quá rồi, làm sao mà địch lại nó. Chứ nó đẹp quá mà. Nín đi. Khóc là chịu thua đó sao? Nghĩ cách khác đi. Nghĩ rồi, nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược mà không có cách nào ăn được nó hết á.
Bây giờ nó ăn đứt mình về mọi mặt luôn á chị. Bởi vậy á nghe, bà yếu đuối như vậy á, chồng nó bỏ là đúng rồi. Chị nè, bàn kế hoạch nè. Trời ơi, Phượng Hoàng, nhan sắc của Phượng Hoàng xa vào đây giống như một con vịt con không biết lỗi. Ôi đau lòng quá. Đào ơi, anh nghe con hầu em nói nhờ, anh đã muốn giúp em liền, nhưng không biết sao lão huyện hói biết được hay quá. Anh ngồi đàng hoàng lại đi. Ừ, anh ngồi vậy đàng hoàng rồi. Anh ngồi bình thường không được. Anh ơi. Ơi. Em khổ lắm anh ơi. Em không biết làm sao bây giờ nữa. Đang ngỡ sau vụ thanh tra này thì em rảnh rỗi, rồi em với anh. Trời ơi. Em đừng nói làm anh mềm lòng anh xuống. Ngay cái ngày con hầu nữ nhờ anh giải quyết giùm em là tim anh nó đã muốn rụng rồi. Bây giờ em nói nữa chắc nó ngưng đập luôn quá à. Đào ơi, Đào nên biết rằng Đề là ai? Là cánh tay phải của quan huyện. Ông phải có án ông mới xử được. Mà hiện nay á, tang chứng nằm trong tay anh kia mà. Anh nói gì? Anh đang giữ tang chứng? Ừ, phải vậy rồi. Tại vì anh muốn cứu em mà. Ủa, sao em bất ngờ quá vậy? Em đúng là may mắn mà. Thật ra xã lẽ nhận bỏ thuốc để vu cáo cho em rồi. Nếu như tang chứng bị hủy thì coi như án bắt thành văn. Trời ơi, em là một cô gái chân dài mà ốc của em cũng dài bằng chân luôn đó. Phải nói là em quá khôn. Tức là em muốn anh phi tang tang chứng này đúng không? Thật ra em muốn anh hủy tang chứng này để em về nhà càng sớm càng tốt, để em nghỉ ngơi rồi để tiếp anh nữa. À, trời ơi, chết quá à. Trời ơi. Trời ơi, Đào ơi, anh đã tật nguyền thân thể. Em đừng để anh tật nguyền trái tim nữa nha không? Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn nghe Đào. Vậy có gì anh giúp đỡ em nha. Ngày giờ em báo anh sao nha. À, trời ơi, Đào ơi, em tàn nhẫn quá Đào ơi. Sao anh nói em tàn nhẫn? Em giết chết trái tim của anh rồi. Anh về đó nha. Cái thằng đệ thọt nó vô đây nó hù dọa gì em đó? Dạ đâu có đâu, anh tới hỏi thăm em thôi à. Cái đồ ném đá vô tai, mèo khóc chuột, chính nó gây họa cho em chứ ai. Dạ không có đâu, thật ra anh cũng tốt với em mà, anh chỉ muốn giúp em thôi à. Nói vậy là em cũng có tình ý với nó phải không? Anh nói như vậy tội nghiệp cho em quá, nhưng mà anh tốt với em thiệt mà. Nhưng riêng anh là anh không thích ai tốt với em, và anh cũng chẳng thích em tốt với ai. Chỉ tốt với anh thôi. Biết chưa, Đề Thọt xã trưởng dẹp hết, chỉ có anh thôi. Anh là ông trời, là ông trời của cái huyện này. Em biết chưa? Dạ em biết rồi. Ông trời. Ghê chưa, hiếm lắm mới thấy em giỡn bữa. Anh tính á, xong vụ này anh tới nhẹ một đêm nghe. Đêm nào em cứ nói đi. Kỳ này mà em không chịu nữa, anh xử em trong này luôn. Em cũng phải hầu hạ anh suốt đời. Sao, muốn ở đây hay về nhà? Dạ tất nhiên là muốn về nhà. Nhưng mà sau vụ này rồi em báo anh ngày giờ được không? Vậy có phải được không? Nhớ hứa rồi đó nghe. Anh về nha. Nhớ giúp em đó nha. Nhớ hứa rồi đó nha. Một đêm. Nhớ nha. Bây giờ phải làm sao đây? Muốn yên thân
chắc là không được rồi. Mình phải làm một cú dứt điểm cho cả ba ông một vố. Không còn thời gian nữa đâu. Cho đòi bị cáo. Dạ em chào quan. To gan, gặp quan sao không quỳ xuống? Ủa, ta đâu phải bị cáo đâu bắt ta quỳ. Ở đây ngươi không là bị cáo thì ai là bị cáo? Ở đây ta xử hay nhà ngươi xử? Dạ quan xử. Lấy ghế cho thầy Đào thôi. Dạ. Còn bây giờ ở đây ai là bị cáo? Dạ bẩm quan, con là bị cáo. Dạ bẩm quan, tại con phải lòng yêu thương người đàn bà quá phụ ngon cơm này, cho nên con phải đem thuốc sổ bỏ vô nồi thức ăn để cho thực khách dùng. Mong thị đào đáp trả lời tình cảm cho con đó quan. Ngươi là đàn ông mà bài vô tính kế, ép người ta yêu thương mình một cách hèn hạ như vậy, rồi tính chiếm đoạt luôn của người ta. Dạ. Người biết tội ngươi chưa? Dạ biết rồi quan. Dạ bẩm đại quan, ở đây có tình tiết giảm nhẹ, các tăng chứng bỗng dưng biến mất hết thì xã trưởng có chó tội cũng không sao. Dạ. Với lại thay thái độ hồi đầu bỉ ngạn, quay đầu là bờ, xin đại quan lượng tình tha thứ tội cho hắn à. Dạ, dạ đúng rồi đó quan. Dạ, em thấy ở đây cũng có nhiều người chức dịch, chi bằng mình nhẹm luôn, mình hủy án, xấu chàng hổ ai, để ra ngoài mang tiếng chức sắc lạm quyền, áp bức dân đen. Dạ đúng đó quan. Dạ ý của Ả Đào là cao ý à. Ta biết, để tình này ta tha cho nó. Dạ, dạ cảm ơn quan. Bãi đường. Dạ đội ơn quan. Đi 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 đi, đi về đi về. Ngươi phải cảm ơn ta đó nghe. Dạ con về trước nghe quan. Nhờ có ta mà ngươi mới được thả ra, về tới nhà ngươi phải đền ơn ta đó nghe. Ừ. Cặp này đi chung cũng xứng ha. Thằng què dắt lé đi. Em cảm ơn quan nhiều lắm. Em không biết lấy gì để đền ơn quan hết đó. Em không biết cái gì để đền ơn cho anh. Sao tôi nàng tên được không? Dạ trùng hợp quá. Lẽ ra đêm nay, nhưng mà em nghĩ để mai thì hay hơn. Tại vì em muốn phải chuẩn bị kỹ càng. Đêm mai canh một em chờ quan đó nha. Ngày mai canh một em đền ơn cho quan. Nhớ nghe. Canh một nghe. Dạ. Đi đi. Hứa rồi. Canh một. Đào ơi, mở cửa cho anh vô. Đào ơi. Dạ, mời anh vào. Trời ơi Đào ơi, trong đêm tối nhìn em sáng quá Đào ơi. Ủa, tối như vậy mà em còn đãi đồ ăn. Ăn cái gì nổi Đào? Đào, nói phải nịnh em nha, tự nhiên bữa nay anh nhìn dĩa thịt gà ăn không ngon bằng ăn thịt của em. Anh cứ chọc em hoài hả? Ngồi chơi với em, uống một chút rượu đào nha. Trời ơi, ghé nhà Đào uống rượu đào, rồi anh với Đào cùng đào. Đào. Hả? Hôm nay con nhỏ người hầu nó có ở đây không em? Dạ, tất nhiên là em cho nó về nhà rồi. Thôi, anh không tin đâu. Em nói thiệt mà. Anh sợ những lời dối gian của em lắm. Anh đi kiểm tra cho nó chắc ăn. Đào. Dạ. Không có con người hầu. Thích ghê gì đó.
Đào ơi. Đào ơi. Anh đã đến với em nè. Gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy Đào? Anh Đề. Đào Nương ơi. Trời ơi, không biết kim hôm mà tới đây làm gì không biết nữa. Trời ơi, không được rồi. Thằng Thọt mà nó tới đây, nó biết anh có mặt trong nhà em á, là nhà anh trái luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ sao Đào? Hay là bây giờ anh hả? Anh chui xuống gầm giường đi. Chui xuống gầm giường hả? Dạ. Rồi em với anh Đề Thọt ở trên giường hả? Trời ơi, anh lẹ đi. Quang Nghiệt nha. Nhanh lên. Sao giống chó trực xương quá vậy cậu? Em lâu quá làm để Quang đứng đợi nguyên ngày, lâu lắc quá vậy. Cứ ngỡ là Đào đổi ý không cho anh vô chứ. Dạ em nào dám. Anh uống với em một ly rượu đào nha. Đào ơi, đêm khuya mà rượu thịt nhiều không có tốt. Mình ngủ sớm nó sẽ có lợi cho sức khỏe. Mình ngủ thôi Đào nương. Trời ơi, sao anh vội vàng quá vậy? Em muốn hỏi anh một câu nha. Đêm vui ngắn chân tay gan tay, hỏi hoài, mất hết thời gian. Một câu thôi đó nghe. Giả sử nếu như anh nắm quyền mà không phải là ông Quyền Hói, thì làm xã trưởng mà làm chức quyền á, hãm hại người khác, anh xử sao? Trời ơi, ai mà đụng tới em anh ghét nhất là điều đó. Cái thằng ngu đó biết gì mà làm xã trưởng chứ. Anh mà có quyền nha, anh trước ghế của lão Hói. Còn cái thằng xã lé ha, anh sẽ treo cổ nó lên. Anh sẽ cho tứ mã phanh thây. Như vậy mới vừa rồi. Anh nói thiệt không? Thiệt, anh trả lời rồi đó. Thôi mình đi ngủ đi Đào nương. Ngủ sớm có lợi cho sức khỏe nghe Đào. Đào ơi. Đào nương. Dạ. Đào ta, đầu phòng qua chút thôi Đào nhỉ. Nè, anh dạ. Em đi nhủ nha Đào nương. Đào ơi. Trời, ai đó? Nguyễn em... Hối nè Đào ơi. Trời ơi, Quang Nguyễn Hối kìa Đào ơi. Anh trốn dưới gầm giường đi. Ê, ê, ông làm gì vậy? Ông làm gì giống như cá lóc gặp đầu không vậy? Trời, xa lé. Trời, tại sao ông lại xa lé? Trời ơi, anh chạy thẳng một mạch từ quyển đường tới đây đó Đào ơi. Trời ơi, em làm anh sốt ruột quá. Thôi bây giờ mình vào trong đi. Anh chịu hết nổi rồi. Ý, đi. Nè à. Anh à, từ từ đi mà. Làm cái gì mà nóng vậy? Chịu hết nổi rồi. Anh á, anh cứ hấp tấp à. Từ từ cho em hỏi một câu được không? Hỏi gì, anh chịu hết nổi rồi, hỏi lẹ lên đi. Nếu giả sử không phải em xin mà xã trưởng lợi dụng quyền năng ép buộc phụ nữ thì anh xử sao? Trời ơi, cái thằng lé xe đó, nó mà dê em hả? Anh nói thiệt đó nha, anh quýnh cho nó mấy chục heo, cho nó nát cái mông nó luôn. Dạ. Anh Quyền Hói nói rất đúng đó anh Quyền Hói. Ông ở đâu ra vậy? Dạ em với vừa không lên nè. Trời ơi, quan quyền biết không? Tội em vậy á, mà cái ông Đề Thọt á, ông nói là ông tùng xẻo em á, ông trút khế quan quyền luôn á. Thằng Đề Thọt nó dám nói vậy? Dạ. Nói đâu? Dạ, hồi nãy nó ở chung giường với con. Dạ em, chung sàn với xã lé. Dạ Đề em, cúi chào quan anh, chúc quan anh nhiều sức khỏe. Hả? Sao ông ở đây? Dạ, sao quan anh ở đây? Dạ, sao quan quyền ở đây? Chuyện này là sao? Em là sao? Là vậy nè. Chê gã chạy xã quyền nè. Con nói Quang nghe nè. Sáng giờ Quang đi chắc
con thấy Quang mệt lắm rồi phải không? Theo ta thì ngươi mệt chứ không phải ta. Muốn nghỉ chân phải không? Quang đúng là thông minh á. Con nói có mấy câu mà Quang đã hiểu rồi đó. Mà Quang ơi, con nói Quang nghe nè, sao mình không ở công đường đi rồi có ai kiện cáo gì á, rồi mình xử cho nó khỏe, chứ đi lang thang vậy mệt muốn chết luôn á. Không đi thì làm sao hiểu thấu dân tình, không tận mắt thấy thì làm sao mà xử việc công bằng đây. À mà Quang ơi, con nói Quang nghe cái này nè, tại mấy đời Quang trước á, miễn có vụ gì á mà nổi cộm á, triều đình để ý tới á, thì mấy quan kia mới di hành, chứ bình thường á còn khuya á, như thằng nào không bắn đó về quýnh sặc máu cào đệm, nó đau quá rồi cũng khai à. Vậy mới có vô số vụ quan sai. Thôi không nói nhiều, còn ngươi nữa, bỏ rượu đi, lo mà rèn luyện thân thể nữa. Nghe nói là chiều nào á ngươi cũng nhậu bét về với các quan chức viện ở trong làng chứ gì. Không thay đổi á là ta thay người khác á. Xin lỗi quan à, con bỏ quan được chứ không bỏ rượu được đâu. Ngươi nói cái gì? Con lộn, con chỉ vì quan mà thay đổi. Nhưng mà cái gì muốn thay đổi á phải có từ từ, phải có quá trình chứ quan, thấy không? Giống như là hôm bữa thay đổi ngân sách triều đình đó, tự nhiên các cái cục á quan thấy sốc không? Thôi ngươi không có lèm bèm nữa nha. Ngươi có thấy ngôi chùa trước mặt đó không? Ta muốn ghé đi xin miếng nước mưa cho ngươi nghỉ chân chốc lát luôn đó. Dạ quan đúng là thương lính, mình đi quan. Cẩn thận cái miệng của ngươi đó, đã di hành còn một tiếng gọi quan, hai tiếng gọi quan, còn giấu được ai? Dạ con biết là quan. Ê, lão gia. Mời thí chủ. Dạ đa tạ sư ông. Thầy tớ tôi tính ghé đây nghỉ chân bên ngoài, ai ngờ được tiếp đón chu đáo quá, đa tạ. Chỉ là chén nước sôi, thí chủ đừng bận tâm. Xin mời. À, dạ. Mô Phật. À, dạ. Dạ thưa thầy, số tiền trùng tu chùa đã bị mất, giờ tính sao thầy? Mất rồi thì thôi, đóng cửa, chẳng lẽ cấm luôn người ngay lễ Phật? Mô Phật, vậy mình có nên báo quan không thầy? Không, không báo. Ta không muốn xây nhà làm kinh động cửa chùa. Mô Phật. Chào thí chủ. Hình như trong chùa đang có sự. Chẳng giấu gì thí chủ, chùa đang có một số bạn kha khá, tính sửa sang lại đại điện hậu liêu. Ai ngờ trộm đã vô lấy hết. Giờ mấy đệ tử có ý tạm đóng cửa chùa để tra xét, nhưng toàn huynh đệ đồng đạo với nhau, làm vậy coi sao được. Vậy là gặp đúng người rồi. Hình như là thầy không có ý định báo quan. Đã không tra xét lẫn nhau mà lỡ lòng nào báo quan cho lính tráng ập vô tra xét, làm kinh động thiền môn, tai tiếng Phật tử xa gần. Thầy có nghi cho ai chăng? Mô Phật. Nghi ngờ vô căn cứ là gây nghiệp ác. Kẻ nào phải đan tâm lấy trộm tiền của chùa, chắc cũng phải ăn năn hối hận lắm rồi. Nhưng thầy không muốn tìm lại số bạc để sửa sang tu bổ lại chùa sao? Hồi nãy thí chủ đây nói gặp đúng người đó thì hình như thí chủ có kinh nghiệm trong chuyện này. Ông là? Tôi chỉ là người trong nhà, thi thoảng cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ, nên hiểu tâm trạng của người mất của. Kẻ gian dù kính kẻ bao nhiêu thì cũng là kẻ gian, thế nào cũng có chỗ hở. Biết được nhà chùa có ý định sửa sang, lại biết đích xác chỗ giữ tiền, chỉ có người quen. Thí chủ nói cũng phải. Tôi thấy như vậy. Nơi đây là nhà chùa, nơi thiêng liêng có Đức Phật chứng giám, sao sư thầy không cầu Phật giúp cho? Cầu Phật thì ngày nào nhà chùa không tụng niệm chăm chỉ? Không phải tụng niệm mà là nhờ ngài giúp cho. Đức Phật có phép làm cho kẻ gian phải lộ mặt. Có chuyện đó thiệt sao?
Không tin thì sư thầy cứ thử. Quang quang, quang thiệt không quang. Nãy quang nói á, người nào ăn cắp á, khi cầm hạt thóc lên á, thì hạt thóc sẽ nảy mầm, phải không quang? Ngươi có bao giờ thấy ta nói sai cái gì chưa? Dạ, thì con biết quang là người xử lý tài tình rồi. Nhưng mà con hỏi thiệt quang nghe, lỡ mà quang cho mấy cái người ở trong chùa này nè cầm thóc lên mà hạt thóc không nảy mầm thì sao? Thì là chưa đúng thủ phạm chứ sao? Bởi vậy con thấy vô lý quá. Trước giờ con có nghe vụ này đâu. Chờ đi rồi thấy. Sư thầy cho biết trong chùa bất bạc, nghe qua ta chắc chỉ có người trong nhà hoặc hay tới lui nhà chùa thôi. Trước trời đất, trước Phật, mỗi người nắm một nắm thóc. Thóc này đã ngâm kỹ rồi, vừa cầm vừa đi quanh đại điện, vừa niệm chú. Phật biết rõ ai lấy ai không, ai vô tội thì thôi, còn ai lấy á thì Phật sẽ cho nắm thóc nở mầm trong tay kẻ đó ngay tức khắc. Gian ngay tức khắc phơi bày. Còn bây giờ các người hãy làm đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thí chủ, ta hỏi thiệt, thóc chỉ ra kẻ trộm thiệt sao? Đó, lão già thấy chưa, đến sư thầy còn tin huống chi là con. Nếu thực sự là kẻ trộm, nhất định thóc sẽ lên tiếng. Theo ta nghĩ, để thóc nảy mầm thì cũng phải mất vài ngày chứ. Dạ đúng rồi lão già, chẳng lẽ mình ở đây đợi hoài. Lão già ngồi còn đỡ chứ còn con đứng mỏi chân muốn chết luôn á. Lẹ thôi, gặp đúng người thóc sẽ cho kết quả ngay lập tức, vậy mới là phép lạ. Nếu đúng như vậy thì quả là phép lạ. Lão già nói sao chứ, thóc á phải có đất nè, rồi có phân tro nè, có nước rồi mới nảy mầm được, chứ thóc để trong lòng bàn tay thì sao nảy được. Con thấy vô lý lắm á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngươi nói không sai, nhưng ta đã có kết quả rồi. Kết quả? Tất cả dừng lại. Ngươi lấy số tiền đó đúng không? Khôn hồn thì khai ra, nếu không muốn tội nặng. Xin thí chủ chớ có vu oan cho tôi mà mang tội. Thóc của tôi đâu có nảy mầm. Phải, thóc không nảy mầm. Những người không lấy tiền, lương tâm họ thanh thản, không có gì phải lo lắng. Người ta biết chắc hạt thóc của người ta không bao giờ nảy mầm, cứ vậy mà đi. Chỉ có ngươi có tật giật mình, sợ thóc nảy mầm, cứ lâu lâu lại hí ra dòm. Ta nói có sai không? Xin trụ trì tha tội. Xin trụ trì tha tội. Con đã trót dại lấy tiền của chùa, hàng đêm con ngủ, con cứ giật mình lo sợ. Hôm nay con xin trả lại số tiền cho chùa. Xin thầy tha tội. Xin thầy tha tội. Công nhận ông xử hay, cao kiến thiệt. Ta cũng chỉ muốn thu hồi số bạc để tu bổ cho chùa, chuyện này coi như xí xóa. Dạ, con xin đội ơn sư thầy. Con xin đội ơn sư thầy. Quả là duyên lành,
tự nhiên gặp được thí chủ ngay lúc xảy ra chuyện lớn, đúng là phước lớn, đa tạ thí chủ. Vậy giờ mình về hả quan? Vậy ra đây ngài là? Cái tên hầu đầu này quá đáng cho mấy heo, có bao nhiêu đó cũng không giữ mồm giữ miệng nổi. Dạ, tại con lỡ lời, con biết tội con rồi. Thầy ráng nói đỡ giùm con một cái, là tại trước giờ quan sửa trong công đường không mà riết làm con mất bí. Thích giả dạng di hành vậy để giúp dân, rồi xem ai khiếu nại quan sửa cho, rồi quan sửa lưu động miết con đi theo mà muốn chết luôn. Thì ra là vậy, xin bỏ quá cho bần tăng thất lễ, không đón tiếp cho ra hồn. Nhưng hạt này mà có một vị quan tài giỏi và công tâm như ngài đây thì quả là hồng phúc đại phúc. Thầy quá khen rồi. Thôi xin cáo từ. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Ta đi. Dạ. Mình ghê ta. Có khi nào có đứa nào bắt mất không trời? Chút. Mẹ ơi. Sao con? Có tìm thấy không? Dạ không có mẹ ơi. Con tìm hết rồi. Trong bếp cũng có, ngoài mương cũng có luôn mẹ ơi. Trời ơi. Vậy là chắc chắn có đứa âm binh cô hồn nào bắt mất rồi. Chứ đâu có khi nào nó đi ra khỏi hàng rào nhà mình đâu. Vậy lấy gà đâu mà làm cúng ông hả mẹ? Mẹ sẽ đi kiếm một vòng nữa. Tao mà kiếm không ra đó là tao chửi cho chóc bồ mã ông bà tụi bay hết. Thôi giờ quay đi quay lại một cái là mất tiêu con gà rồi. Chắc chắn là có đứa vô nhà nó bắt rồi. Trời ơi là trời. Mồ tổ cha mày, đứa nào mà bắt con gà của tao đó thì trời đánh thánh vật nghe. Cái dòng họ nhà mày ngồi ăn cơm đó là thiên lôi quánh một cái đùng, nguyên cả nhà đen thùi như con chó thùi ha. Đó, ăn con gà của tao vô nghe. Là voi dày ngựa xé, đi ghe thì chìm ghe, lên xe bò là bánh xe bò nó cán cho lòi ruột nghe. Tao nuôi á thì nó là con gà, mày ăn vô đó là nó thành độc dược. Cả dòng họ nhà mày ruột thối ruột phình lên nghe. Trời ơi, nó nuốt giọng con gà của tôi rồi. Trời ơi là trời. Tôi nuôi con gà để cúng cha tôi mà. Tại sao bây giờ mình nỡ lòng nào mà bắt con gà của tôi mà ăn vậy trời ơi? Ai mà bắt con gà của Quang ơi, sao mà ồn ào quá? Không lẽ đánh nhau? Hình như là một vụ mất cắp. Đi. Dạ. Ủa cha, thịt gà mình ăn là của bà hả cha? Vậy bà chửi mình hả cha? Trời ơi, cha cứ mính luôn. Mày ơi là mực xanh mực vàng luôn ha. Tao nói cho tụi bay biết nè. Trời ơi, tao nuôi con gà mà. Dòng họ nhà mày ăn vô là nó thành độc dược. Thối ruột, thối gan, chết chùm, chết bờ, chết bụi. Trời ơi, tao nói, tao nuôi con gà, tao dỗ cha tao mà. Nỡ lòng nào mà lấy mà ăn vậy? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì nãy giờ chửi ông rồi không nghe sao hỏi? Trời ơi, bà này láo. Bà có biết đây là ai không? Đây chính là là ai không cần biết ha. Bây giờ chọi con gà vô trong mặt tôi trả lại đi rồi hãy nói. Còn không thì né ra chỗ khác cho người ta chửi. Nghe chưa? Tại nơi đứa nào mà nó bắt con gà. Trời ơi làm gì thế ghê. Mất gà mà làm gì ơn. Chửi quá trời chửi ghê quá. Cái bà này đúng khỏe nè. Chửi từ sáng tới giờ mà âm thanh vẫn còn tốt. Tao khỏe tao yếu gì mắc mớ vậy ông nội mày hả? Giờ mày nuôi con gà mày cúng ông nội mày mà tới ngày đốt nhang mà con gà nó biến mất, mày nổi điên không hả? Mày nổi điên không? Mày có đi ra đường mày chửi như tao không nè? Gì? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Đầu đuôi gì nghe khúc giữa vậy biết rồi. Bà nín, bà đúng là có mắt mà không trồng. Mà đây là quan huyện sở tại di hành đang hỏi bà đó. Bà cứ kể lại đầu đuôi đi rồi để quan xử. Quan quyền cái gì? Nhìn mặt mà biết quan rồi. Quan là tôi
Trời ơi, cái bà này kỳ cục vậy. Không có từ ai đâu. Dạ. Dạ bẩm quan. Dạ đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Dạ số là con có nuôi một con gà để dành làm đám giỗ cha con. Vậy mà tự nhiên tới ngày đám giỗ cha con, cái tự nhiên con gà nó biến mất hoặc. Trời ơi, không có gà cũng cha con phải tức chứ. Mà con tức con phải chửi chứ. Mà con chửi. Chửi thì về nhà chửi. Ra đường chửi vậy á, mang tội gây rối trật tự nơi công cộng. Mà tôi nói bà nghe nha, về nhà chửi thì chửi nhỏ 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 thôi, chứ mà chửi lớn quá là mang tội làm điếc tai hàng xóm. Đúng, hiểu chưa? Đúng rồi. Ủa luật kỳ vậy. Ủa ngon sao không xử thằng ăn cắp đi. Tôi là người bị hại mà. Trời ơi, tôi mất của tôi phải chửi chứ. Không chửi rồi tức quá rồi học máu chết rồi sao. Nè, bà có nghi ai không? Dạ con đâu biết ai đâu nghi quá. Con chửi Phong Long vậy đó. Chửi mà trúng thằng nào nó ăn con gà của con, nó học máu nó chết rồi con mới chịu. Ta nói thằng nào mà ăn con gà của tao nha, đi đằng đông là chết đằng đông, mà đi đằng tây là chết đằng tây. Ta nói nó ăn vô là nó lòi bắn họng ra mà chết nha. Lòi nè, bắn... chửi vậy đủ chưa? Mấy người nghe ta hỏi, sáng giờ á bị chửi có bị rát tay không vậy? Dạ, dạ. Đó, biết rằng á của đau con xót, nhưng mà mất của không báo quan phân xử mà lại ra đường chửi bới làm kinh động làng xóm như vậy, có đáng tội hay không? Dạ đáng chứ quan. Con bị mất của mà quan, tội gì đâu. Im đi. Đáng tội á thì phải trị tội. Ủa, các ông các bà, ta cho phép mỗi người giả mụ này một cái cho chừa cái thối hồ đồ. Ủa gì kỳ vậy quan? Ủa quan nói thiệt luôn á hả? Con làm gì đâu biểu người ta giả con quan? Quan xử vậy con không phục nha, không phục nha. Xử vậy là con kiện à, kiện lên tới phủ lên tỉnh luôn à, con kiện à. Lên kinh luôn cũng được. Ngươi kiện ta đi hầu. Nhưng bây giờ á, ta ra lệnh, các ngươi ai không giả thì bắt lên quan. Giả là gì quan? Giả là tác hả quan? Hình như quan xử hơi kỳ á, con thấy cũng tội bả. Tội quá chứ. Đúng rồi, bị mất của còn bị đánh tập thể nữa, tội bả chứ. Tội nghiệp cái gì? Vậy mới đáng. Trời ơi, thể ăn cắp á là đã chửi người ta vậy á, còn gì là thể thống nữa. Sao con đứng đó? Mọi người muốn bị bắt hả? Quýnh thiệt luôn á hả? Đánh đi. Hồi nãy tôi nói bà có một câu, bà chửi này chửi nọ, bà đừng có trách tôi nghe chưa. Quỳ xuống. Ủa, con tội gì mà quỳ quan? Quan cho con tát bà ta mà. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Ngươi còn giờ dịch tới khi nào nữa đây? Thú tội đi. Ngươi bắt con gà có đúng không? Dạ dạ, con không có ăn cắp con gà, con thề có trời luôn á quan. Còn dám thề nữa hả? Ngươi phải cảm thấy mắc cỡ với con của ngươi nữa chứ. Dạ. Ủa quan, sao quan biết nó bắt con gà của con vậy quan? Sao biết vậy ta? Sao biết là... Dễ thôi. Mặc dầu á phải nghe ngươi chửi nhức đầu, nhưng mà ai không tội khi ngươi bị mất của? Nên ra tay cho có. Nhưng chỉ có tên này bị chửi từ sáng tới giờ,
trong lòng căm tức, có dịp á tranh thủ trả thù. Ta nói có sai không hả? Dạ dạ. Hoàng ơi, tha cho cha con đi. Nhà con hết đồ ăn nên cha mới bắt con gà cho con ăn. Tại không có ai kêu cha con làm thuê hết á. Dạ, Quang tha cho cha con đi Quang. Hèn chi, ai mà ngờ lối xóm liền dách mà cư xử vậy đó hả? Cư xử với tao vậy đó hả? Dạ con lại Quang. Con lại Quang, Quang tha cho con đi Quang. Dạ dạ con, con biết tội rồi. Dạ Quang ơi, thôi để con đi làm, con kiếm tiền con mua gà trả lại cho bà. Chứ bây giờ Quang mà giam con á là không có ai lo lắng cho con của con hết đó Quang ơi. Thương cho con Quang ơi. Thôi được rồi, hắn đã nói như vậy thì bà nên tha cho hắn một cơ hội để bà còn được nhận đền bù. Bà thấy sao? Trời ơi, đây nè, nó hột cơm không có ăn, phải đi ăn trộm gà, lấy cái gì mà đền bù? Thiệt tình. Quang, con đợi ông Quang. Dạ, con đợi ông Quang. Quang. Con đợi ông Quang. Ông Quang hay thiệt. Hay thiệt. Tích tắc thì phá xong rồi. Thôi 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 thôi. Bãi đường. Lộn lộn. Mọi người giải tán đi ha. Dạ tạ ơn Quang. Con ở nhà coi nhà cho mẹ. Mẹ đi công chuyện chút nha. Mẹ ơi, nhà hết gạo rồi, lấy gì nấu đi mẹ? Con đừng có lo, tấm vải này mà khô á, cái mẹ đem ra chợ bán, rồi mẹ mua ít gạo với ít ruốc cho con nghe. Vậy có cơm ăn rồi, mà còn có đồ ăn nữa. Ừ, bây giờ mẹ đi lấy chỉ. Một lát nữa trời mưa, con lấy tấm vải vô cho mẹ nghe không? Dạ. Sôi chi, nó ăn giọng hết rồi. Ủa vậy là hồi thắp nhang không cho ông nội hả mẹ? Mẹ hỏi hoài à, nín đi. Vậy sao mẹ không đi bán giải đi? Giải đâu bán? Thấy mấy bữa nay tao đi bằng cỏ mướn không? Có thời giờ rảnh mà dệt miếng nào đâu bán. Bực mình. Sáng giờ thấy thím lụa đi đâu không? Hồi nãy con nghe thím nói là đi mua cái sợi. Cái sợi gì đó? Đi mua sợi hả? Dạ. Chị lại rút giải của em. Đâu rút giải của mày đâu. Chứ cái gì phình phình ở trong bụng chị đó? Giải của tao hơi khô, tao rút vô thôi. Tôi nói cho chị nghe nha, rõ ràng cái giải này là của tôi. Tôi phơi đây, bây giờ chị nói là của chị. Chị dệt hồi nào mà chị nói là của chị? Ủa tao dệt hồi nào mắc mới gì tao nói với mày hả? Cái hàng rào này là hàng rào chung ha. Giải tao phơi lên khô tao lấy vô, thấy của người ta nhận đại à. Được, nếu như chị nói vậy á thì tôi với chị Linh Quang nói chuyện. Trước sau gì á cũng phải khai với Quang thôi. Tao làm gì phải lên Quang? Mày muốn lên lên nè. Tao đâu sợ gì mày đâu. Vậy thì tôi với chị Linh Quang. Lên lên nè. Hai người á, đợi nó đi. Quang ra Quang xử cho. Dạ bẩm Quang. Dạ bẩm Quang, hai người này á tranh giành nhau tấm giải. Mong quan đèn trời soi xét, mong quan xử xem coi ai là chủ nhân thật sự của tấm vải này. Chị Thư Quang. Tấm vải sao? Dạ. Đưa ta xem. Dạ đây ạ. Nội tình thế nào? Nói ta nghe. Dạ bẩm quan. Ngươi,
là ngươi sao? Dạ bẩm quan, dạo này con xui xẻo làm sao á, bị đáo tụng đình hoài à. Nhưng mà chuyện này thôi để cho nhỏ này nói trước đi. Nói trước nói sao vậy cũng vậy à, sự thật cũng là sự thật à. Nói đi. Dạ bẩm quan, khúc giải đó con phơi ở bờ rào, định bữa nay đem ra chợ để đổi ít gạo với ít đồ ăn cho tụi nhỏ. Ai ngờ chị Tam ở đây á, nhận luôn là của chị. Con có nói cách nào á thì chị cũng không trả lại cho con hết đó. Dạ quan biết chuyện của con rồi đó. Con mới vừa gặp chuyện xui xẻo, không lẽ bây giờ con đi lấy đồ của nó? Con nhỏ này mới là ăn cắp nè. Cái miếng vải đó đó là chính tay con dệt, con đem ra hàng rào con phơi. Lúc mà con ra đi chợ á, con bắt gặp nó. Nó ra nó nhìn trước nhìn sau, không thấy ai hết. Nó rút cái tấm vải của con, nó tính đem vô nhà nó. Cái con thấy, con la lên. Cái nó quê quá, nó quay lại, nó la ngược lại con. Nó nói con cắp đồ của nó. Dạ chuyện là vậy á Quang. Vậy là hai người đều cùng phơi tấm vải ở hàng rào. Dạ. Nhưng mà hàng rào nhà ai? Dạ thưa Quang, đó là hàng rào chung. Dạ hàng rào ở giữa nhưng mà con dựng. Thôi được rồi, lúc các ngươi phơi vải có ai nhìn thấy không? Mỗi ngươi tìm một người làm chứng cho ta. Dạ. Dạ thưa quan, lúc mà con phơi vải á, ở trong làng không còn ai hết, mọi người ra đồng hết rồi, vắng lắm. Dạ con này nó khôn lắm nè, nó canh nó biết con phơi hồi lúc sáng sớm, không có ai thức dậy đâu, ai thấy đâu, nên nó nói vậy á. Linh. Dạ. Giờ hai ngươi á, dẫn người của ta về nhà xem xét, và phải đưa ra cho được khung cưỡi, chỉ và màu nhuộm. Lúc đó những chứng cứ cho thấy chính người nào sẽ dệt ra tấm vải đó. Dạ quan. Mẹ Châu. Châu ơi. Dạ. Mẹ Châu. Dạ mẹ. Ra biểu. Một hồi nữa lính tới á, con phải nhận miếng vải đó là mẹ dệt nghe chưa, không là mẹ bị người ta bắt tống ngục đó. Nhưng mà đó là vải của cô lụa mà mẹ. Sao mẹ bắt con làm chứng gian? Cô lụa tốt với mẹ vậy mà. Mẹ dặn vậy thì nghe đi. Chuyện chẳng đặng đừng thôi. Không thì lấy về của ông nội. Tại thầy của con dạy là hả, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đâu phải mình mất con gà rồi mình lấy lại của người ta đâu. Rồi bây giờ đứng đó dạy tôi hay sao? Bây giờ muốn tôi bị tống ngục hả? Thôi con không biết đâu. Mẹ làm gì mẹ làm đi. Trời đất ơi. Nè mẹ Châu. Trời đất ơi nè. Con với cái thì đừng. Tôi nói cho bà biết, ở bên kia người ta chân đủ khung dệt, chỉ dệt, màu nhuộm. Còn bà nếu có lấy á thì nhận đi, để quan còn niệm chuyện cũ mà xét xử nhẹ cho. Trời ơi chú lính à, chú nói vậy khác nào chú nói tôi là đồ ăn cắp. Chú nỡ lòng nào mà chú nghĩ quan ức cho tôi vậy chú lính? Lúc mất gà bà hung dữ, bà chửi bới lung tung lắm mà. Sao giờ như cũng bún thiêu vậy? Nếu không lấy á, bà dệt miếng vải đó là từ khi nào? Có gì làm bằng chứng? Có đầy đủ luôn hả? Tình hình sao rồi? Bẩm báo ta nghe. Dạ bẩm quan, đúng là bà kia vừa cướp vừa la làng ạ. À. Lấy gì để ngươi nói người ta ăn cắp? Dạ bẩm, nhà của cổ có đầy đủ khung dệt, tơ màu, không thiếu thứ gì. Chính con của cổ cũng nói là mẹ của nó dệt ra. Còn ngươi, ngươi tìm thấy thứ gì? Dạ bẩm quan, như vậy thật là kỳ lạ. Con tới nhà bà ta cũng thấy khung dệt, chỉ, màu nhuộm. Còn bà ta cũng nói tấm vải này chính bà ta dệt ra. Sao chị làm vậy? Chị muốn gì? Tấm vải đâu có đáng là bao đâu. Sao chị cứ nhọc công giờ dịch làm gì? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng á. Tôi già từng tuổi này rồi, cô còn làm cho mọi người ở đây nghĩ tôi là đồ ăn cắp. Tôi đau lòng lắm cô biết không? Chị đúng là. Xét thần sắc của hai người này, cả hai đều có vẻ là người bất cấp. Chưa kể người đàn bà kia còn bị tới hai lần. Khó thiệt. Thôi được,
Ta có cách này. Hai người đều có lý, hai người đều có đủ vật chứng, cả hai đều có vẻ đau lòng. Thôi ta tính như vậy, tấm vải này giờ ta sẽ cắt làm đôi, mỗi người một nửa, coi như là huề, về mà lo chí thú làm ăn. Dạ. Xin đừng xé vải của con mà. Khoan, đừng xé, trả lại tấm vải này cho cô ấy đi. Dạ bẩm quan, quan nói vậy là... Ngươi đừng có diễn tuồng nữa. Ta biết, ngươi còn biết rõ hơn ta chủ tấm vải này là ai mà. Quan nói vậy là sao? Con có đủ bằng cớ để nói tấm vải này là con dệt ra mà quan. Diễn xuất của ngươi đúng là điệu nghệ, khiến cho ta cũng phải đau đầu. Nhưng có một thứ khiến ta phát hiện ra chủ nhân thật sự của tấm vải. Dạ bẩm quan, nó là thứ gì vậy quan? Nãy giờ con đâu thấy vật chứng gì mới đâu. Chính là tiếng khóc của chị kia. Từ đầu tới giờ chị ta không khóc, nhưng khi tấm vải sắp sửa bị xé ra, chỉ có người làm ra nó mới đau lòng tới mức phải rơi nước mắt. Ta nói có đúng không bà kia? Dạ, con xin cảm ơn quan. Cảm ơn quan đã phân xử phân minh. Con cảm ơn quan nhiều lắm. Trời ơi là trời, tại sao mà tôi chịu oan ức như vậy? Ngó xuống mà coi nè, trời ơi, tôi vừa bị mất công mà vừa bị cướp của, mà còn bị vô quan là ăn cắp nữa nè. Trời ơi là trời ơi. Vậy tức là ngươi không phục? Phục cái gì mà phục? Tôi nói rồi, tôi sẽ đi kiện cho mà coi, tôi không cam tâm cái vụ này đâu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Hỏi kiện cáo lung tung làm chi cho mất công. Linh đâu? Dạ. Dạ. Nè bà này xuống, đánh cho 30 heo. Dạ. Ủa quan. Đi. Ủa nè 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 nè. Thôi, khỏi đánh, khỏi đánh. Dạ quan ơi. Dạ con chịu, con khai. Dạ cái miếng vải đó là con lấy. Dạ bây giờ con trả lại luôn đó, không thèm đâu. Nhưng mà con quỷ này nó hên à, miếng vải nó lấy lại được. Con gà của con mất luôn rồi. Bị mất cấp rồi lấy của người khác bù lại sao? Rồi bắt con ngươi làm chứng gian nữa. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ngươi làm như vậy, làm sao dạy con cái đây? Dạ con biết tội của con rồi. Quan tha cho con đi quan. Con khổ lắm rồi á, đừng có phạt con nữa được không? Biết ngươi cũng vì túng thiếu mà làm liều, ta tha cho ngươi đó. Liệu mà tu thân tích đức, về nhà lo làm ăn, đừng bao giờ tái phạm. Dạ đội ơn quan. Cũng tội cho bà Tam quá, tự nhiên rước họa vào thân hả? Chắc muốn kiếm chút tiền dỗ cha mà ra nông nổi, mình phải đem ít đồ qua bánh cúng mới được. Mừng nhất là mấy đứa nhỏ ở nhà, bữa nay có cơm ăn rồi, đỡ phải hấp cháo loãng nữa. Làm sao bây giờ? Gà của tôi, bây giờ phải làm sao đây? Đồ gạo đâu mà về nấu cho tụi nhỏ bây giờ? Công nhận á, ra đường á thì thoải mái thiệt, nhưng mà đi bộ riết mỏi chân quá quan ơi. Quan còn thường xuyên tập luyện, quan đi không sao, còn con á đi chưa tới một dặm nữa là đôi chân của con muốn đình công rồi. Muốn đi lâu không mỏi thì mỗi sáng sớm á dậy luyện công với ta. Thôi khỏi, giờ đó ngủ ngon nhất. Mà con không hiểu tại sao có mấy người kỳ cục nha. Trời còn tỏ thu như vậy mà kêu mình ra hành xác ngoài sương ngoài gió làm chi không biết, đúng là... Trả gạo lên cho tao đi. Tại mấy đó.
Hình như có ai kêu khóc ngoài kia. Lại đó coi sao. Lại đàn bà. Đúng là số con với quan ra được gặp gái là ổng hên rồi. Ủa, sao thấy quen quen? Ủa, lại là ngươi sao? Là chủ tấm vải đây mà. Có chuyện gì mà ngươi ngồi đây khóc lóc vậy? Dạ bẩm quan, tấm vải của con mất hết rồi. Sao mất? Quan đã sửa cho cô được tấm vải rồi. Bộ bà kia ăn cướp nữa hả? Dạ không, con đi bán vải rồi mua ít gạo về cho tụi nhỏ nhà con, với mua ít nhang đèn về cúng cho nhà chị Tam nữa. Mà đi ngang đây giáp cái cục đất này nè, mà cỏ mọc tùm con đâu có thấy đâu. Giờ bao nhiêu gạo nhang đèn đổ với mương hết rồi. Tội tội thiệt chứ. Có chút xíu gạo đem về cho con mà giờ mất hết trơn rồi. Đã nghèo còn mắc cái eo. Nhưng mà cái vụ này á, đâu có ai kiện cáo đâu. Rồi không có tội phạm nữa, sao xử. Thôi mình đi quan. Có tội phạm. Có tội phạm. Theo như ngươi khai thì hòn đá kia chính là tội đồ đúng không? Cho dù chỉ là cục đá nhưng mà vẫn không qua được kỷ cương phép nước. Ta sẽ vì cô mà bắt hắn bồi thường đầy đủ. Lính, đưa bị cáo về công đường đối chất cho ta. Con bê cái cục đá này về công đường hả? Không phải là cục đá mà là tên tội phạm. Trời, tội phạm. Nè, ngươi có tuân lệnh tức khắc hay không? Còn đứng đó một hồi á, cả ngươi và hắn sẽ bị trói chung một lượt. Trời ơi, cục đá mà kêu là tội phạm. Buồn cười thiệt. Dạ, để con làm. Cứng đầu hả mày? Cứng đầu mày hả mày? Đau chân quá. Dạ bẩm quan, cái tên tội phạm này á, nói chung là nó cứng đầu cứng cổ quá. Nói chung là nó cũng cứng đó. Con lay kiểu gì nó con không nhúc nhích hết á. Ngươi đúng là lì lợm thật. Bà con, phụ với lính của ta đào hắn lên. Dạ ơi, ông qua đào hắn lên kìa. Để cô tránh ra cho tôi đào này. Lẹ lẹ đào hắn lên kìa. Được rồi, vậy ta. Tên này đúng là ly động thật. Dạ nó nặng nữa. Lính. Dạ. Đưa hắn về công đường dùng hình. Tới khi nào hắn chịu khai mới thôi. Dạ. Coi xét xử công khai cho dân chúng coi không quan? Ai muốn coi chỉ cần đóng 30 xu tiền kẽm. Thôi giải tán đi. Dạ. Dạ, dạ. Hãy đi về lấy 30 xu đóng cho quan coi. Cầu trời phù hộ cho quan con đầu óc vẫn bình thường. Cho dù quan con có suy nghĩ nhiều trò kỳ dị, kỳ quái, kỳ cục, kỳ lạ, nhưng mà sửa cục đất lần đầu tiên trong đời con nghe. Ê, ngươi còn đứng đó lại nhảy làm gì? Đem hắn về công đường cho ta. Dạ. Có phải sửa cục đá không vậy? Hay là tốn tiền hảo đó cha? Thì ông cứ nghe đi. Vụ này nghe lạ lạ. Thôi để tôi vô coi sao. Ừ đi đi. Dạ bẩm quan. Tình hình sao rồi? Dạ cũng được khá khá. Tốt, để ta ra đó coi sao. Dạ. Mày công khai, không khai, công khai, công khai, không 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 khai. Dừng tay. Lần này bổn quan gặp một vụ khó. Theo như lời khai của nguyên cáo cũng như là mọi chứng lý
thì tội trạng của bị cáo quá rành rành, không chối đi đâu được. Nhưng có điều, bị cáo quá lì, cứ trơ trơ không chịu cung xưng. Ban chức nhất quyết bắt hắn phải bồi thường thiệt hại, nhưng xét ra cho dù có cưỡng chế thì hắn cũng không có gì trong tay để mà thi hành án. Vậy ban chức nghĩ, hay là số tiền các vị tới đây coi như là giúp người ta một ít mua gạo cho con. Còn bị cáo bị đánh như vậy là đủ rồi, ta phóng thích cho hắn về chỗ cũ hay đi đâu thì tùy. Ta xử như vậy có hợp tình hợp lý không hả bà con? Đó, quan xử vậy là hợp tình hợp lý rồi, có đúng không bà con? Dạ, con tạ ơn quan. Dạ, quan đúng là anh minh. Dạ, quan, bây giờ trả bị cáo về chỗ cũ hả? Đừng kêu con khiêng à, mệt lắm. Được, cho hai lính nó khiêng nhau. Dạ.